Ngày ngày nhiêu rồi ông? Cái lịch sau lưng bà đó, bà quay ngang bà nhìn cái không được, sao mắc hỏi tôi chi nữa vậy? Ông thấy tôi đang bận ha? Bà bận, thấy bà đang bận. Bữa nay 14, mới 15, mốt 16, được chưa? Ngày 16 là ngày gì ha? Ngày 16 là ngày 16 chứ ngày gì, hỏi ngộ không? Nhớ kỹ lại coi ngày 16 là ngày gì. Là ngày 16. Hỏi khó không à? Bởi vậy tôi nói thiệt á, tôi cãi lời ba má tôi lấy ông, tôi ngu. Bởi vậy tôi nói thiệt, tức quá đi thiệt á. Phải chi tôi mà tôi biết là tôi không thèm lấy ông rồi. Dại khờ đi lấy ông rồi phải chịu cực chịu khổ với ông, rồi sanh cho ông mấy mặt con. Tôi nói đầu tắt mặt tối suốt ngày cái nhà này hả? Không có bao giờ được rảnh rang nghỉ ngơi hết trơn á. Tới giờ này cũng vậy. Nghĩ sao mà nó khổ có thân tôi dữ vậy không biết. Ủa? Tôi đối xử với bà tệ cái gì? Bà ngồi đi bà than thân trách phận. Hả? Tôi đâu dám than thân trách phận gì ai đâu. Tôi chỉ nói vậy thôi. Tại vì tôi thấy thiên hạ sao mà nhiều người họ sướng quá à. Họ quá trời sướng luôn á. Chẳng làm gì hết trơn mà còn được chồng cưng yêu thương chiều chuộng. Tôi nói thiệt, bởi vậy sao nhìn lại mình tôi nói thiệt, cái thân tôi sao mà nó khổ dữ vậy. Ủa vậy chứ mấy chục năm nay tôi đối xử với bà tệ cái gì mà bây giờ bữa nay bà ngồi đây bà đem người ta ra bà so đo là sao? Bà đi coi đi, coi hết cái xẻo lá này nè, coi có một cha đàn ông nào mà thương vợ như cha Hai Lúa này không? Thương quá em, thương quá là thương luôn á. Mà ngày 16 ngày gì là không nhớ rồi đó. Tôi không có nói gì đâu xa. Chị Năm á, ông biết chị Năm mà đúng không? Chị Năm ở gần nhà tôi ngày xưa đó, ông nhớ không? Bả đó ngoài 40 tuổi chưa lấy chồng. Thiên hạ chọc á, trời ơi đó con nó ế rồi. Vậy nghe mà một phát bả lấy chồng cái hen. Trời ơi tao nói sướng gì mà sướng. Tao nói ông chồng ông cưng chiều. Tao nói sướng hết chỗ nói luôn á. Chồng bà cưng bà không cho làm cái gì động móng tay luôn á. Trời ơi chưa nha, sinh nhật nha, sinh nhật bà thôi. Trời ơi tao nói quần áo nước hoa được. Tao nói ổng tặng cho bà đủ thứ hết, không thiếu cái gì hết. Rồi ổng còn chở bà đi chơi nữa chứ. Mà đi đâu? Lên tới Sài Gòn nha, lên đó đi chơi, rồi còn đưa vô sở thú chơi nữa đó. Nói vậy tao nói con người ta sao mà có phước quá. Cha nó gần 100 tuổi rồi đó, gần chết rồi đó, đưa đi lần cuối cùng vĩnh biệt luôn đó. Vậy thôi đó hả? Sao tưởng chuyện gì, chuyện đó tôi làm cũng được vậy, có gì đâu khó. Nói được làm được nha. Bây giờ bà muốn đi coi thú không? Thú đâu coi? Tôi dẫn bà đi coi liền bây giờ nè, ngay xẻo lá này nè, chứ khỏi cần đi Sài Gòn đâu chứ á. Ở đây nè, cũng có thú cho bà coi nữa. Đây ông, tôi dẫn cho đi. Nè, bước ra ngoài đường nè, trâu, bò, gà, vịt, chó, mèo, heo nè, chuột nè, chim nè, đủ thứ chân coi không? Muốn cho coi. Ông vừa vừa phải mãi đây nha. Tự nhiên biểu tôi đi ra coi gà, coi vịt ở đây à. Không thèm nói chuyện với ông nữa. Tiếc mày nóng nực quá mà. Trời ơi, đôi bông tai đẹp quá kìa. Trời ơi, sáng chói luôn đó nha. Đâu vậy, mua hả? Tự đâu có mua. Ông Tư ớt ông mua cho tôi đó chứ. Tư mua? Ừ. Ông á, mày đặt gì à, sinh nhật đồ, tặng quà rồi chứ tôi làm quá trời luôn đó chị. Ủa, ảnh mua cho chị sao chị lại la ảnh? Thì đó, mua làm chi cho nó tốn kém. Thì trời ơi, thím á, là được chú Tư mua quà sinh nhật vui quá trời rồi còn gì nữa. Già rồi mà tình còn đậm đà vậy á. Trời, tôi nói thiệt ganh tị á nghe. Ừ, chị nói thì cũng đúng. À, mà còn chị, sinh nhật chị á, anh Hai á, ảnh có mua tặng gì cho chị không?
Má ơi, có gì ăn chứ má, đói bụng quá má ơi. Không phải mình mày đói đâu, ngồi sắp hàng nè. Ủa, đồ ăn nay sao kỳ vậy? Tao có nhiều đó đó, ăn không ăn thôi, nhìn. Hả? Tao không có hơi đâu á, mà nấu cho mấy người vô. Dầm chịu bử, thiệt. Bà muốn nói gì với tôi bà nói đi. Chứ làm gì bà đi tới đi lui, bà liếc xéo liếc ngược, bà hẩm hực tôi hoài vậy? Hả? Ý muốn nói gì? Không muốn nói gì. Bà cũng chẳng biết gì để nói. Bà giờ có biết tôi cũng chẳng muốn nói gì không? Mệt rồi. Vô trong ngủ. Tặng má. Bài trò gì đây? Dạ, bó hoa tặng má nhân ngày gì? Mừng kỷ niệm ngày cưới tía má. Đó, thấy chưa? Con tôi nó còn biết nghĩ tới tôi. Còn cái người đó đó, chẳng nhớ gì hết trơn á. Sao mà chẳng nhớ được? Hai, ba. Tèn 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 tèn. Tèn 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 tèn. Tèn 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 tèn. Đây, tặng em nè. Kỷ niệm ngày cưới. Hết giận chưa? Mấy ngày nay bà nhìn tôi bằng cặp mắt hình viên đạn không à. Đó, mở ra coi coi. Tía mua cho má chiếc nhẫn nè. Wow. Đeo thử đi má. Chuyện này là chuyện nhỏ thôi. Đeo vô thử coi vừa không. Đúng rồi, tía đeo vô. Anh nhớ quá à. Nhớ kỷ niệm hồi xưa quá à. Hồi đó tía cưới má con tía cũng đeo gì nè. Hồi xưa tay nó khác. Bây giờ nhăn da ổi hết rồi. Đó. Bà thấy vừa không? Ý, hình như nó hơi rộng. Mà không sao, để tôi quấn chỉ vô là vừa hả? Dạ, yeah, thích phải không? Vừa đúng không? Vậy thì hôn đi, 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 hôn đi. Đúng rồi, thế má phải vậy chứ. Hồi xưa mùi khác, bây giờ già mùi khác nha. Trời ơi, nhìn tía thương má tụi con thấy mắc ham luôn. Bởi tía thương tụi con được như vậy, con cũng mừng lắm á. Không có, tía thương hết cả nhà này chứ. Tía thương má con nè, thương ba đứa con nè. Tía thương còn hơn tía thương tía. Dạ, dạ, đó là cây tía. Yeah. Đây. Đây. Thơm không? Thơm. Thiếm tư. À, chị hai. Đi chợ hả thiếm tư? À, dạ, anh đi chợ. Ủa, chị hai cũng đi chợ đó hả? Đi chợ nè. Thôi mình đi chợ chị. Đi chợ chị. Nói đi đặng mua đồ tắm bổ cho tía sắp nhỏ. Dạ, này tình dữ hen. Thì cũng phải tắm bổ cho ổng chứ. Trời ơi, chiếc nhẫn đẹp quá chị hai. Anh hai mua cho chị đó hả? Đẹp không? Đẹp quá, trời đẹp. Ông bà vẽ lắm. Bởi vậy tao nói kỷ niệm ngày cưới thì có gì đâu. Mà ông sắp đặt hết trơn nghe. Ông chuẩn bị bánh sinh nhật. Rồi ổng mua bong bóng. Trời ơi, ổng làm trời không khí lãng mạn lắm. Rồi bày đặt tặng nhẫn cho tôi. Tôi không có biết. Tôi biết là tôi cản rồi. Bà vẽ làm chi cho tốn kém đúng không? Thôi, chị cũng có phước cái mồ. Thưa bà con, thưa các bạn xem đài. Thì trời mưa tối ngày, không làm ăn gì được. Bàn ghế dời vô nhà hết. Không có ra ngoài ngồi chơi gì được chứ. Mưa thú đất thú đai được chứ. Dạ tôi nghe anh ba ơi. Khỏe bình thường anh. Dạ hả, nắm dỗ hả? Rồi mấy giờ anh? Rồi 11 giờ tôi qua. Vậy nghe. Ai gọi vậy không?
Ba Đơn. Ờ chi vậy? Mời đám dỗ. Rồi mốt này nè, đám dỗ cha ông hay gì á. Bởi còn tám tàn có đứa nào đi đám dỗ tí không? Dạ. Không. Không. Trời đất ơi, tụi bay cũng vừa vừa phải phải thôi. Tía mày mới hỏi mà đồng thanh hông luôn vậy hả? Vậy không sợ tía bay giận hả? Không sợ không buồn ha? Thiệt tình á. Mà đám dỗ ai xa lạ? Bà con trong nhà không chứ có ai đâu. Đi đi. Thôi nó không đi thì thôi. Bà đi với tôi. Tôi kẹt rồi. Vậy cũng là người ta. Tía má cũng kẹt kìa tía. Nghe cũng mắc cười. Không phải, tôi nói thiệt là tại tôi say xe nên tôi không có đi được với ông. Mà nghe con nó cười kìa, mà nghe đi. Bé cò. Dạ. Thấy xe chở tía đi đi con. Thôi ông ơi, muốn đi. Thôi khỏi, cảm ơn. Cảm ơn tất cả thành viên trong gia đình này. Tôi đi xe đò được rồi, cho nó đỡ tốn kém. Vậy đỡ ghê. Má. Má để tía điền mình, má không sợ bị người ta bắt cóc hả? Ôi trời ơi, tưởng gì. Tao đang mong là ai bắt cóc ổng đi cho tao đỡ mệt. Nhớ nha, nói câu gì nhớ câu đó. Sau này đừng có hối hận nha. Tía, tía, tía. Tía, vậy con đi với tía nha. Đó. Mới nghe câu này nghe được à. Vậy à, đi đám dỗ về xong á, tía mua cho con cái điện thoại mới á tía. Thôi vậy thôi khỏi con. Câu này nghe không vui. Câu đầu nghe được. Thôi. Thôi chạy đi, để tôi đi ở được rồi. Ông làm gì mà chuẩn bị đi sớm dữ vậy? Đây xuống đó có 2 tiếng đồng hồ chứ nhiêu. Trời ơi, đi sớm cho nó mát. Đi dưới còn chơi đồ nữa chứ đâu phải xuống thì nhậu liền đâu. Nè, tôi chuẩn bị đồ sẵn rồi nè, sắp đi nha. Rồi đi chừng nào về? Đi xuống dưới cúng kiến thì nhậu nhẹt chơi chút rồi về chứ không lẽ ở dưới luôn. Ủa? Chứ không phải ở dưới chơi vài bữa hả? Trời đất ơi! Bà nói sao vậy? Nhà công chuyện nhà lăng năng lê lê mà ở dưới chơi bà gì? Lỡ bà con lâu ngày gặp rồi người ta giữ chân ông lại chơi rồi sao? Nhớ tôi hay gì? Hỏi hoài vậy hả? Gì? Cái gì nữa? Làm gì nhớ không? Tôi đi guốc trong bụng bà không? Nè, nhớ được không? Ừ, được. Cẩn thận nha. Trời ơi trời. Cái gì ơi. Vậy? Còn nữa không? Gì? Bỏ vô thêm cô tôi còn 2 trái nữa. Thôi, thôi, thôi. Mày chắc phải mướn thêm người trợ lý nữa quá. Gồm tôi gì? Liên tiếc lắm hả? Hên đi nghe măng. Trời da. Mất dịch. Nổi ốc hết trơn. Tôi cũng nổi nữa nè. Tức quá mà. Rốt cuộc là ai? Ai vô đây? Ủa, gì mà má la làng dữ vậy má? Vụ gì vậy má? Tao mất chiếc nhẫn rồi. Hả? Má mất cái chiếc nhẫn mà hôm bữa hấp hôn tía tặng cho má hả? Chứ còn chiếc nhẫn nào nữa? Trời đất ơi. Tao là tao quý cái chiếc nhẫn đó lắm luôn á. Mà bây giờ nó mất tiêu rồi. Nè hai đứa. Ừ. Lấy á thì khai mau trả đây cho tao nghe không? Tao mà chửi là vuốt mặt không kịp luôn bây giờ à. Tao chửi là cắm đầu xuống đất ngốc luôn không nổi đâu con. Má má. Má bình tĩnh lại. Má suy nghĩ coi. Nhớ ra đi. Má để đâu? Nhớ sao không nhớ? Tao để ngay trên cái đầu tủ ở trong phòng tao á. Nha, tao nhớ rõ ràng luôn. Vậy á mà khi mà tao nhớ ra vô kiếm không thấy đâu hết. Mất tiêu. Giờ tao hỏi nè. Không phải người ở trong nhà lấy thì chứ giờ ai vô đây lấy? Không lẽ cái chiếc nhẫn nó có chân đi hả? Ủa? Ê Tám. Dạ. Có nào mày thiếu quá. Mày làm bậy mày. Ê ê. Anh đừng có nói vậy nghe chưa. Ý anh nói cho tôi là quân ăn cắp á hả? Má. Tự nhiên anh nói chuyện với con vậy đó. Mày á. Mày đổ lỗi cho em á. Lỡ không có tội nghiệp nó không? Mày có bằng chứng không? Không có rồi thôi. Vậy ra sao lạc dao nấu cơm gì đi. Như vậy. Anh tự lạc đi. Sao gì không sai tụi vợ. Chị hai. Trời ơi thứ tư. Trời chị hai. Ủa chị đi đâu vậy? Chị kiếm thím chứ đâu. Trời ơi tôi cũng tính đi qua nhà chị. Kiếm chị rủ gì đi chở với tôi nè. Trời sẵn anh. Trời ơi giờ đây. Nghe hỏi nè. Cái hôm bữa đó. Là cái bữa gặp nhau ngoài đường á. Kiếp lấy chiếc nhẫn tôi chính đeo đó.
Nhớ không, nhớ không? Nhớ. Rồi cái thím có khi nào thím quên mang gì không? Chiếc nhẫn tôi mất rồi. Ủa, chị kiếm kỹ lại coi. Sao tự nhiên nhẫn của chị mất rồi, giờ sao chị đi hỏi tôi? Chị kiếm kỹ lắm rồi, không có. Hả? Mà chị không có ai đeo chiếc nhẫn của tôi hết trơn. Chị có bữa đó thím đeo chiếc nhẫn tôi thôi à. Chị Hai, chị nói gì mà chị nghe được hả chị Hai? Bữa đó tôi có mượn chiếc nhẫn của chị, tôi đeo thử, rồi tôi lột rồi tôi trả liền cho chị mà. Nhưng mà tôi nói là bây giờ tôi thím có mang về nhà thì thím em trả tôi đi. Trời, có rồi mà có. Mày sớm mày mệt quá. Chị giờ có nói nhiều nữa. Bây giờ chiếc nhẫn tôi đâu, kiếm ra đưa đây cho tôi. Trời giờ, ơi. Giờ sao, giờ có chiếc nhẫn tôi mất rồi, nó không có nhà tôi thì chắc là ở nhà chị. Chị Hai, chị nói chuyện cho đàng hoàng lại chị Hai. Trời ơi, tình làng nghĩa sớm bao nhiêu năm nay, tối lửa tắt đèn mình có nhau, rồi bây giờ mất đồ cái tự nhiên chị nghi cho tôi. Chị thấy nhà tôi có thiếu tiền thiếu của không mà tôi dòm ngó cái tài sản của chị. Đây nè, không tin á thì chữ cứ kêu thằng Bảy Cò qua nhà. Vậy là thím tư ớt lấy phải không má? Ê Tám. Hả? Mày mới nói gì vậy? Tôi nghi là thím tư ớt lấy nhẫn của má đó. Mày nghĩ sao vậy? Mày nghĩ sao mày nói thím tư lấy đồ của má? Thím tư tuy là người lùn nhưng mà có cái giọng cao, là không phải nằm trong cái tớp người xấu, biết không? Trời ơi, hiểu rồi ha. Hở ra gì cũng binh thím tư, chút cái cũng binh thím tư, hiểu rồi ha. Im mày. Im hai đứa. Cãi tối ngày. Nghe hỏi nè. Dạ. Hỏi là phải trả lời đàng hoàng nghe không? Dạ. Một trong hai đứa, đứa nào dám cả gan lấy cái chiếc nhẫn của má, trả liền ra đây với tao, mà phát hiện một cái là chết. Ừ. Với tao. Má, mày chửi tao hả? Con, má nghĩ sao vậy? Đồ của tía tặng cho má, tụi con vui được chết. Nghĩ sao má nói cho tụi con lấy đồ của má? Giờ hai đứa mày không lấy, tại sao cái cọng chỉ này nó mắc lên kia? Đó, nó mắc trên cái quai tủ kia. Đó, vậy thì cái cọng chỉ nó nằm trong nhà, không phải người trong nhà lấy chiếc nhẫn vậy chứ ai vô đây lấy? Con mà lấy chiếc nhẫn của má nha, là cho con á khang tiếng, tắt tiếng, khỏi làm ca sĩ luôn đi. Dạ, con cũng xin thề luôn á nha. Nếu mà con có lấy hả, cho con é dạo luôn á. Câu này thề hơi bị độc à nghe. Mày nghe, mày thề kiểu đó tao nói con hai nhái nghe. Con còn thề độc hơn, tại vì con đâu có lấy đâu. Nói hay quá ha. Giờ đứa nào lấy trả lại cho tao. Con không có con đâu. Vậy chứ mất ở trong nhà này, hai đứa bay không lấy cho ai lấy? Không có lấy mà cứ nói. Không lấy sao mất? Con có lấy đâu con biết. Ừ, có chuyện gì vui quá vậy? Xin chào, chào tất cả các bạn trẻ, một bạn già. À, các bạn ở nhà đón tôi về phải không? Đón tôi đi đám giỗ về đem bánh cho các bạn phải không? Đây, có mấy bạn bánh trẻ. Hả? Ông đi gì mà ông đi dữ vậy? Hả? Ông bước ra khỏi nhà là như chim sổ lồng, đi không biết đường về luôn. Đi gì mà tới giờ này mới về? Ủa bộ ở nhà bà ăn thuốc nổ TNT sao gặp tôi về cái nổ liền vậy hả? Tại má bị mất đồ á tía. Mất gì? Má bị mất chiếc nhẫn mà tía tặng cho má á tía. Mất chiếc nhẫn hả? Dạ. Nhẫn nè. Hả? Trời đất ơi, sao vậy? Trời ơi, chiếc nhẫn tôi nè. Đấy nè, đúng rồi. Chiếc nhẫn má nè con. Nè. Trời đất ơi, đấy nè, trời ơi, kiếm quá chừng quá đất luôn. Ủa sao ông giữ vậy? Bữa tôi nghe bà nói bà đeo rộng, rồi bữa tôi đi á tôi thấy bà để đầu tủ, tôi xách ra tiệm vàng cho người ta bóp lại luôn. Làm nãy giờ á má nhà má cứ khăng khăng nói là tụi con lấy của má không có tía. Bậy à. Không những vậy mà còn nghĩ xấu thím tư. Bậy à nghe, cái đó bậy à. Cái gì cũng phải từ từ à, cũng phải xác minh cho nó rõ ràng à, chưa gì hết nghi người này người kia. Tội chết á, tội lúc đầu lúc cổ đó. Tại chiếc nhẫn ông tặng tôi quý quá, tự nhiên nó mất ngang hông vậy, tôi nghi bậy bạ chút nữa mà. Nghi thì để trong bụng, chứ còn la làng lên kiểu đó, mất mặt chú thím tư, rồi bà con ở đây nè, người ta nghĩ thím tư sao? Tôi ăn nói sao đây? Bà biết bà con xẻo lá mình, tuy là nghèo, nhưng mà từ xưa tới giờ, có mang tay mang tiếng gì không? Cái xóm này có mất trộm mất cắp gì không? Nói cái gì mình cũng có suy nghĩ đắn đo cho đàng hoàng, lớn rồi. Biết rồi. Tôi cũng biết lỗi của tôi rồi. Cho nên là nếu mà chị không có thôi thì thôi, bỏ qua cho tôi xin lỗi. Mà tánh tôi sống nào giờ mấy chục năm nay, chị có thấy tôi lấy không có ai có món đồ gì chưa? Thì thôi, thì tôi xin lỗi rồi mà, bỏ qua cho tôi đi. Biết lỗi rồi, xin lỗi mà, đừng có giận nữa mà. Bận tại ông. Cầm đi thì nói đi, nói cho tôi biết. Đi cầm im ru không nói tiếng nào, ai biết được nào. Nói cái gì, bà đang ngủ. Tôi kêu bà gì?
cằn nhằn nhức đầu lắm. Lớn rồi coi phụ tao với tía má nha. Tía má lớn tuổi rồi đó, chứ mà để lo chơi hoài. Biết rồi mà nó hoài. Nè nè nè, cái bùn này hơi bị nặng nặng nè, kiếm cây chọi nó lại đi cho nó chịu lại. Dạ. Chú hôn nó quần xuống rồi gãy cây luôn á. Rồi em biết rồi. Giúp đỡ giùm cái đi, tối ngày ăn chơi không. Mày xô tao hả Tám? Ủa cái gì vậy anh Bảy? Tám, Tám cái gì mà ôm sùm vậy anh Bảy? Tám, Tám Tám, Tám. Trời ơi, ai vậy? Ai biết. Không lẽ con xác chết có án mạng hả anh Bảy? Ủa tụi bay lụm này ở đâu về mà nó mặc đồ bãi cò vừa ý vậy bay? Dạ sao vườn nó tiếp. Trời đất ơi. Ê, xin chào. À, hay ổng là người nước ngoài ta? Để thử nha. Hello. Ai giống siêu? Sawadee krap. Ni hao. Cô nó không biết nói chuyện đâu. Câm. Này câm. Tía nói kỳ quá. Biết người ta có bị không? Tụi bay hỏi nãy giờ nó có trả lời ở đâu? Tôi đói quá. Trời ơi. Biết nói chuyện kìa. Sao nãy giờ tao hỏi không trả lời? Có cái gì cho tôi ăn không? Có chứ. Có cơm. Lấy cơm cho nó ăn. Dạ dạ đi con đi chứ. Sao này nóng dữ thần vậy trời. Đi cơm đó. Trời ơi thấy thương ghê chưa, như bị bỏ đói mấy ngày nay vậy á. Chắc đói lắm rồi nè. Bởi vì nè ăn đi nha, gọi xíu nữa hết đồ ăn rồi tôi lấy vô thêm cho anh đó. Nghe nè anh cho tôi hỏi coi anh ở đâu mà sao anh tự nhiên anh nằm trong vườn nhà tôi vậy? Vườn vào nhà tôi cao lắm mà ông vô cũng được hay thiệt khen. Trời ơi tao nói để cho thằng nhỏ ăn. Đến ăn xong rồi hả? Hỏi quá sao nó trả lời được. Từ từ đó hết bớt nữa. Nhà này cơm gạo nhiều lắm. Thấy không? Ăn chừng nào mà đỡ đỡ đó. Rồi trả lời cho chú nghe. Quê quán ở đâu? Nhà cửa ở đâu? Thấy không? Ở hành tinh xéo sọ. Trời đất ơi. Trời ơi trời, hành tinh xéo sọ ở đâu vậy? Từ hành tinh đó xuống trái đất là cách 10 năm ánh sáng. Không hiểu đâu. Trời, vậy ổng là người ngoài hành tinh hả tí? Còn đói quá, mê sản, phải không? Trời ơi, người ngoài hành tinh gì mà kỳ vậy? Người ngoài hành tinh em coi em biết mà. Trên tivi để người hành tinh nha, cái đầu bự bành kia vậy nè, mắt thổ lỗ hay vậy nè, đi khịch vậy nè. Anh men hơn tôi được chút, nhìn cũng đẹp hơn tôi một chút. Người ngoài hành tinh là ngoài hành tinh. Ê Tám, tao nghe nói người ngoài hành tinh người ta mạnh lắm luôn nha. Người ta làm cái gì công việc gì mà của gấp 2-3 lần của người thường mình luôn á. Ờ đúng rồi đó. Mạnh lắm. Vậy anh kinh tôi coi đi. Một chút tôi ăn xong tôi khuyên cho. Mấy cái này tôi khuyên được hết á. Trời ghê vậy. Tôi khỏe lắm. Bây giờ bình tĩnh, kể tao nghe coi cái hành tinh xéo sọ của mày ở đâu.
Hồi nào tới giờ tao chỉ coi tivi, tao thấy người ta đồn những người ngoài hành tinh thế này thế khác, bữa nay mới thấy. Tôi là EH18. Tôi cùng với EH19 được phân công nhiệm vụ xuống trái đất, rồi tìm kiếm xem là có hành tinh nào còn sự sống như hành tinh của chúng tôi hay không. Rồi xuống trái đất á, tụi tôi chia nhau ra đi tìm hiểu. Rồi rồi sao? Từ từ kể hết. Rồi hẹn nhau ngày 13 quay lại cái điểm xuống. Nhưng mà tôi bị sự cố nên tôi không quay lại được ngày 13. Rồi tôi bị mắc kẹt ở đây luôn á. Ủa? Vậy có cái anh rớt cái bịch xuống ngay giường nhà tôi vậy đó hả? Lúc đó tôi đi lang thang, cái tôi gặp một cái ông già ông ngồi bên đường, cái ông cho tôi uống một cái loại nước gì á, nó thần kỳ lắm. Cái tôi lúc đầu tôi uống tôi thấy nó đắng đắng nha, cái một lát sau cái thấy nó ngon lắm, càng uống mình càng thấy ghiền. Rồi uống một hồi cái tôi ngủ luôn, tôi không biết gì hết. Xong rồi bị trễ hẹn, lúc đó tôi quay lại điểm mà tàu xuống á, thì lúc đó là tàu mẹ đi mất tiêu rồi. Cái á, tôi thấy gốc cây á có dòng chữ IH18 để lại cho tôi á, là IH18 nói là 2 tuần nữa sẽ có tàu mẹ đi ngang trái đất lúc 7 giờ tối. Bây giờ là tôi phải ở lại đây 2 tuần rồi đi vòng thì không biết thì sao đến đây luôn. Kể cho tao nghe giống uống rượu say quá vậy. Nó không? Nước thần kỳ nè. Nước thần kỳ á. Trời. Thần kỳ ông nội tao. Nước bơ hẩm tôi uống nè. Rượu đế đó. Trời. Rượu là sao? Cái này nè, dùng đế là uống nhấp mồi thôi, còn mà uống nhiều quá là xỉn quất cần câu luôn. Xỉn quất cần câu là sao anh? Tiếp. Là xỉn là không biết được về đó, ngủ quên đó, rồi tàu mẹ nó bỏ lại luôn á. Thì cái này nguy hiểm lắm, uống vô là xỉn là ngủ quên nữa. Thôi bỏ dẹp đi anh, nguy hiểm. Rồi giờ từ đây tới đó còn 2 tuần lễ nữa, ông ở đây ông định làm gì? Không biết. Ở đây chơi đi, còn 2 tuần nữa tao ghé rước, tao gửi 2 người này đi luôn. Ủa chi tiết đi qua bển coi cái gì đó, cái hành tinh xéo sọ đó, đi bển coi nó khác hơn xẻo lá mình không. Dạ, con đi rồi về kể tiếng nghe nha. Được không? Cho 2 đứa có gian được không? Dạ, được. Vậy là mày cũng có uy tín à. Ủa anh, mà nãy giờ chưa biết tên anh. Anh tên gì vậy? Tên gì anh? IH18. Là gì? Tôi nói không nghe nè. Ở dưới trái đất này nè, không có ai mà đặt tên cái kiểu vậy á. Mấy tên mà chỉ hát hát là thường mấy tên bị bệnh không à. Có F18. Ủa có luôn hả tí? Là máy bay phi cơ của Mỹ. Thôi giờ nói nghe nè, tôi sẽ đặt một cái tên hợp thích hợp với cái hành tinh của chúng tôi ha. Cái tên của anh là EH18, cũng liên quan tới chữ H phải không? Coi nhìn anh ăn khỏe nè, người vạm vỡ nè, cái mặt cũng rất là men. Thôi đặt tên Hùng đi ha. Hùng cũng hay á. Tên Hùng được không tiếp? Hùng ai từng nó cũng đi về xéo sọ rồi. Thì vậy là mọi người không ghét tôi hả? Ghét cái gì? Thương không hết ghét gì? Gặp người quản nản giúp đỡ chứ ghét gì? Nhà tôi thương người lắm. Ở đây đi thoải mái đó. Dạ, cảm ơn mọi người. Mọi người cho tôi ở đây rồi có gì làm sai tôi đi, tôi khỏe lắm, tôi làm hết luôn cho. Để tôi sai. Tôi làm được. Chúng hồi ra thử thì biết liền. Được. Tôi ăn xong tô cơm này tôi làm cho. Ê, nhỏ ăn đi, ăn xong đi. Rồi nó làm. Ăn đi. Người hoàn tâm thiệt hả? Đâu bao giờ hết đất nữa. Cái gì? À,
Ôi, một tay luôn. Ôi, trời ơi. Wow. Wow. Trời đất ơi, người gì mạnh dữ vậy trời? Xách một cái vỏ nặng rồi buông xuống hít đó, hít một tay luôn, hít. Rồi, đây mình. Biết bao lâu rồi tía con mình mới được bữa cà phê thảnh thơi ha. Nói ai là vợ anh Hùng hết á tía. Trời ơi có ổng nha, ổng làm hết mọi chuyện nhanh và gọn lẹ nữa. Công nhân đó nó mạnh thiệt chứ. Dạ tía, tía ông ấy chung hồi mua ly cà phê về thưởng ổng đi, cho ổng biết cái hương vị của cà phê ở trái đất mình. Mua cà phê cho nó uống chứ. Dạ. Nhưng mà anh Hùng ở ít quá tía, ở được có 2 tuần rồi, nhanh quá tía. Ủa 2 tuần? Hai tuần thì bữa nay gần hết rồi. Chỉ còn có bữa nay với ngày mai nữa là nó đi về rồi. Lẹ dữ hả tía? Ừ, thì bữa nó nói 2 tuần, bữa nay là 13 ngày rồi, ngày mai là 14 nè. Là tao mẹ xuống nước nữa rồi. Ủa, hai mày chuẩn bị đồ đạc chưa? Ủa, làm gì tía? Ủa, bữa tao nói với nó là cho hai đứa có gian đi qua cái hành tinh xéo sọ của nó chơi mà du lịch mà. Ủa, tưởng đâu bữa đó tía nó chơi, ai dè, thiệt hả tía? Tao nói thiệt chứ bộ mà dễ đi qua mà nó làm sao? Ừ, thôi đi tía ơi, ý con á là nói này nè, con muốn anh Hùng ở lại chơi với nhà mình thêm vài bữa nữa được mà tía. Trời đất ơi, ở đây chơi sao được, ta đã hẹn đúng ngày đúng giờ, tao mẹ tao xuống tao rước, tao xuống rước mà tôi bay lẩm như xe đò xe lửa vậy á, đi giờ nào đi hay sao được, tao xuống là tao rước đi chứ đâu phải mà tự mà cách mình đó là 10 năm ánh sáng đó. Trụ cách tới 10 năm ánh sáng tía kêu con đi, rồi bận đi bận về của con hết 20 năm rồi. Lúc đó con về tía còn ở đây không? Còn tao sống tới 40 năm nữa mà, hai bây giờ là tao còn sống thêm 20 nữa. Giờ không biết làm sao, giờ anh Hùng đi chắc buồn chết luôn á tía. Buồn cái gì, cũng lẽ tao ở đây như hoài với mày hả? Trời ơi, thì vậy thì cuốn gói đi theo nó luôn đi, bỏ mụn thúng bưng theo về hành tinh xéo xỏ ở đi. Ủa, nó hành động rồi. Điện thoại. Cái sao mà dính vậy chứ? Anh thế chứ, trời đất ơi, con trời đất ơi, trời đất ơi, trời ơi, cái clip mình là clip độc á, bây giờ cái clip này mà mấy ông nhà báo mà biết là ông đang rầm rộ luôn á ta, mình bán cho nhà báo được không ta, bán kiếm tiền những bút. Đâu biết nhà báo nào đâu mà được. Nhớ rồi, mà hôm qua hai nhái nó nói không biết gì cái hỏi ông Google. Hỏi Google. Rồi. Rồi. Tôi soạn báo, bấm báo. Một dọc luôn. Tòa soạn báo lá cải xanh. Được thử rồi. Số điện thoại. Alo, phải tòa soạn báo lá cải xanh không? Tôi ở miền Tây, Trung Quốc luôn. Tôi ở Sẻo Lá, Cà Mau.
Ừ, tôi có cái tin này hot lắm, tôi muốn bán cho nhà báo. Muốn nói gì thì ngày mai gặp tôi đi, tôi hẹn ngày mai gặp tôi đi, tôi cho coi clip. Nhà mà nói trước nghe, lấy clip này rồi là phải trả tiền cái gì này, nhận bút cho tôi nghe, nha. Sao? Trời đất ơi, clip này clip độc, clip này clip người ngoài hành tinh, bảo đảm hot luôn. Nè, nếu không chịu thì tôi bán cho báo khác nha, nha. Mai gặp đi, mai gặp đi. Trời ơi trời, chiến này có tiền rồi. Có tiền sắp đồ cho cháu ngoại, con hay nhái rồi. Vậy thôi. Trời đất ơi, sao mà lâu như vậy? Tôi đang đứng ở đây trong cái đường làng nè. Ở ngoài đầu đường làng có cái động đình đó. Dưới cổng đình đi thẳng vô. Tôi đội cái nón màu đen, áo sọc caro, cái quạt màu xanh dương. Quan trọng có đôi dép đó, đôi dép màu xanh đọt chuối. Cứ đi thẳng vô trong đây, tôi đang đứng đây nè. Tôi đợi nè, ngay bụi tre nè. Trời, lâu. Chào chú. Ủa, sao bây giờ mà hai cậu mới tới? Thì chú có phải bắt xe đến đây chứ. Với lại chúng con phải đi đưa tin khắp nơi nữa, đâu có rảnh như chú đâu mà. Đâu, các clip của ngoài tên của ông đâu? Đây này. Nè đó, hai cậu coi đi. Ghê không? Thì mạnh ghê không? Nhưng mà chú có chắc đây không phải clip giàn dựng không? Trời đất ơi, sao không chắc? Clip này tôi quay, đích thân tôi quay nè. Sao mà dần dựng được? Ông đừng lừa tụi tôi nghe. Lừa gạt cái gì? Ở đây là tôi nói có ngon, có sách mách, có chứng được đàng hoàng mà lừa gạt cái gì? Cái này chính tay tôi quay. Bây giờ mấy cậu không tin thì thôi, chứ còn cái đây là lừa clip, hỏi mấy tôi đi. Thì chúng con đã đến đây rồi thì chú dắt chúng con đi xem đi. Tự nhiên cái biểu hiện tôi dẫn đi gì? Phải có gì trao đổi chứ không tôi quay mà, đúng không? Mà ông có chắc đây là clip thiệt không? Clip nè. Mà con nghe nói dân ở đây rất là chân thật, mà hình như không phải. Ủa, chân thật không biết trả tiền hả? Ủa, tôi không biết trả tiền hả? Tôi phải cần trả tiền chứ, tôi có cháu mà, tôi phải lo cho cháu tôi chứ, đúng không? Giờ không chịu phải không? Không chịu á, tôi đi. Ôi, chú ơi, bây giờ tụi con tới đây rồi, không thì chú nhận cái này cho con vui, lần sau có nhận đưa thêm. Nhận vô đây thôi hả? Nhưng mà tôi nói nè, tôi lấy là lấy cái phần đầu thôi nha, mai mốt mà đăng lên mà có tiền á, đưa thêm tôi à, nha. Dạ. Rồi, đi theo tôi nè. Anh từ đâu đến cho tim em xuyên sao từng ngày. Anh từ đâu... Tâm Tàng. Dạ, chú Tư. Ủa, còn mấy người là ai mà chú Tư dắt qua đây làm chi vậy? Cái chuyện nghe chuyện của chú. Nhưng mà tía má con không có ở nhà, đi công chuyện hết rồi chú Tư. Tao biết rồi, tao không kiếm tía má mày. Không lẽ chú Tư kiếm con? Tao kiếm mày làm chi? Tao kiếm người này nè. Dạ, người nào chú Tư? Kiếm người này nè. Đó, người ngoài hành tinh trong nhà mày, thấy không? Tao dẫn phóng viên tao tới, tao lấy thông tin kìa. Dạ, người này là ai mà lạ quá cái chú Tư, họ không có trong nhà của con. Thôi, cậu đừng có giấu nữa, đưa ra đi. Đúng rồi, đưa ra đi. Không có mà, con nói thiệt á. Có rõ ràng, tao có hình ảnh đây, mày nói gì vậy? Mày đưa ra đi, chứ tao dẫn phóng viên tao tới, tao lấy tin tức rồi đó. Con đã nói là không có, hỏi tôi đưa về giùm con đi, không có. Tạm, anh Bảy, anh Bảy. Cái gì ông sập vậy? Chú Tư mới tới. Bảy cò nè. Mày cái người ngoài hành tinh trong nhà mày nè. Bây giờ mày đưa đi, bây tao vẫn muốn gì tao tới là thấy thông tin kìa. Đưa ra đi cho trong nhà mày, tao quay clip đi nè. Đó, thấy không? Tao nói rõ ràng mà. Dạ con, làm gì có người này? Đây, mày coi có clip ở đây, người ngoài hành tinh rõ ràng đi. Không có. Thôi chú Tư về giùm con đi. Chứ không hôn la âm sầm là tí là chết luôn á. Dạ đúng rồi, thôi mấy anh về giùm em cái đi. Về đi chú. Đi về đi, anh về đi. Có mà. Con nói là chú xâm nhập gia cư bất hợp pháp à. Cái gì? Thôi đây, về. Con về đi. Cái gì kỳ vậy? Về đi, tí em la giờ đó. An toàn rồi. Anh làm gì anh thở dữ vậy? Mệt quá. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã cho tôi ở nhờ, cho tôi ăn ngon nha.
có sao đâu. Trời ơi, ông ở nhà tôi á, gia đình tôi thấy vui hơn á, bây giờ ông đi buồn lắm luôn á. Tôi cũng nhớ mọi người nhiều lắm. Tôi sẽ không quên mọi người đâu. Tôi đặt mọi người ở đây nè. Ơ, sao biết cái vụ này nữa vậy? Bữa rảnh ở nhà tôi xem TV á, tôi bắt chước người ta. Tôi biết là người trái đất á, là thương ai á, người ta để ở trong trái tim. Tàu mẹ sắp đến rồi đó, có gió kìa, thấy không? Gió bay lại. Anh giữ gìn sức khỏe nha. Cho gửi lời thăm bà con ở xéo sẹo, xéo sọ. Hey, đây nè. Hey. Anh Hùng ơi, anh đi thiệt á anh Hùng. Anh Hùng đi rồi á, em buồn lắm á, không ai nói chuyện với em, không ai làm việc nhà hết á. Đến giờ tôi phải đi rồi, tàu mẹ sắp đến rồi. Đi mẹ khỏe. Tôi nhớ mọi người nhiều lắm. Ở đây nè. Đây nè. Mấy anh chào ai vậy? Ủa, thì anh chào ai vậy? Tàu mẹ đón tôi. Thì tôi cũng chào tàu mẹ á. Mà bây giờ mấy anh núp đi, chứ để tàu mẹ xuống á là nó hút hai người về hành tinh xéo sọ luôn á. Kiếm chỗ. Gì có chỗ núp đâu có chỗ núp. Tàu mẹ đến rồi kìa. Tôi nè. Thôi, mấy anh đứng yên đi, đừng có chạy lung tung. Nó không hút về xéo sọ mà nó hút về xéo sẹo đó. Cho tôi gửi lời hỏi thăm chú thím nha. Anh đi đi, anh đứng đây ngồi hoài tôi khóc bây giờ á. Tôi đi á. Mấy bài H19 nha. Ủa mày quen ông 19 hả? Không nhớ đâu, không nhớ mười mấy nữa, mà bye bye anh Hùng nha. Bye bye anh Hùng. Hôm nay, sau hơn 14 ngày, gia đình đã đưa được chàng trai thần kinh không ổn định nhưng lại có thể lực tốt bằng 2-3 người bình thường về nhà. Anh ta đã kể về việc mình đã sống trên thiên đường trong 2 tuần mất tích vừa rồi. Anh ấy nói rằng mình đã gặp những thiên thần đã yêu thương và giúp đỡ anh ta hết mình. Gia đình xác nhận tinh thần anh ta hiện đã trở nên tốt hơn trước rất nhiều. Trời đất ơi, té răng này nó bị khùng tấn ơi. Con hết hồn luôn á tía. Quý thần ơi. Có người vô rồi. Mọi người ơi, mọi người hãy vào xem livestream của Nụ đi nè. Đủ 1.000 người, Nụ sẽ chia sẻ bí quyết giảm cân cho mọi người nha. Chào bạn Heo Sinh. Chào bạn Nguyễn Thị Nở. Chào bác Lê Văn Đạt. Em còn làm ở đó không ta? Chị khỏe. Mọi người ơi, mọi người hãy chia sẻ livestream của Nụ thiệt là nhiều. Sau đó mọi người chụp màn hình lại gửi cho Nụ. Nụ sẽ có quà gửi tặng cho mọi người. Quà gì hả? Bí mật. Nhưng mà đó là một món quà rất rất là dễ thương luôn. Có người comment. Con khùng. Ê. Trời ơi. Bởi vậy, cái loại gì? Cái con người có cái giới tính đực kia. Coi kìa. Cái hàm răng thì dài ra cả thước, hai con mắt thì lòi ra như hả hai con mắt ếch vậy đó. Xấu quá mày đi chê người ta, chửi người ta khùng hả? Rồi khùng sao? Khùng ăn hết của hả? Khùng tao biết văn mùng chảy chiếu, mắc cười quá liên quan gì tới mấy người. Nè nói nha, trời ơi, vừa xấu mà vừa vô duyên là không nên tồn tại trên cõi đời này nha. Bây giờ tao chửi xong tao block nè. Block đi, khỏi chửi lại nè. Block. Trả lời đi, ngon chửi lại đi. Sao? Trời. Con cái mặt xấu quá. Ê, mặt tao xấu rồi tao ăn hết của nhà mày hả? Tối ngày đi rình mò Facebook người ta xong rồi chê rồi chửi vậy hả? Rảnh quá, lóc mày luôn. Xí. Bực bội vậy. Trời ơi, ghê quá, thì ghê quá. Trời ơi, hư con mắt rồi. Trời ơi, cái mặt ai ghê quá. Ghê quá, lại ngang. Ý nụ nói cái mặt của tôi á hả?
gặp tôi rồi tôi không hỏi lại câu đó đâu, mắc công mang nhục á. Mà nè, bà nội Bích La này làm gì hết hồn à? Gì? Kêu Bích La, La không sợ bị chẹo lưỡi hả? Thì Bích La là ba lít á. Thì sao kêu ba lít đi? Đặt cái tên nhưng mà gọi ngược gọi xuôi cũng được thì người ta lẹo lưỡi chứ sao? Mà cái chuyện nhan sắc thì bỏ qua một bên đi, mà nói nghe nè, làm gì nụ ngồi một mình giống như con khùng vậy? Ê, dị ứng chữ khùng nha. Hồi nãy có đứa mới kêu tôi khùng là tôi bờ lóc nó luôn rồi đó. Bây giờ nói nên tôi bờ lóc cái mỏ luôn bây giờ. Thôi. Ủa mà nụ đang làm gì vậy? Đang live chim. Live chim. Ủa mà live chim là cái gì? Live là thích á, tiếng Anh là thích á. Còn chim á là ăn chim ban trời á, tức là thích chim ban trời. Nụ á thì thích chim trên trời, còn tôi là thích con cò. Tầm bậy rồi đó. Là sao nữa? Không có nghĩa đó, nó giỡn cho vui á. Live chim á tức là cũng là một chữ tiếng Anh. Dịch ra tiếng Việt có nghĩa là qua một cái màn hình trên Facebook chúng ta có thể nhìn ngắm và giao lưu nói chuyện với nhau đó. Dịch ra tiếng Anh nó dài vậy đó. Hiểu không? Không. Trời ơi thiệt á, sao lúa quá vậy? Nói gì cũng hiểu hết. Phải rồi, nhà tôi lúa nhiều lắm, bởi vì tía tôi mới xây cái nhà tường bự vậy đó để dành trữ lúa. Trời anh. Ủa mà ai phạt vậy? Ai phạt quỳ gối vậy? Thấy không, nhận rảnh thiệt. Đây ghế này. Nhưng mà tôi ngồi đây rồi có cản trở gì nụ live stream không? Không, tôi tắt rồi. Mà Lít cũng không hiểu sao nha. Ở xẻo lá này nụ thêm mấy người nữa, ăn rồi cứ cầm cái điện thoại lên không biết nói cái gì ở trong đó, công nhận rảnh như thiệt. Mấy người gặp mặt ở đây sao không nói đi? Trời ơi, bởi vậy không biết nói làm sao luôn á. Anh nghĩ đi, bây giờ mà nói chuyện trực tiếp đúng không, thì chỉ có thể một người nói chuyện với một người, hoặc là hai người, nhiều lắm là một đám. Còn này này, tôi lên tôi live stream, tôi nói được một mình, tôi nói chuyện với cả ngàn người luôn, hoặc hai người uống nước của tôi. Quên. Ủa mà nói chuyện tới 1000 người luôn hả? Đúng rồi, hay không? Bởi vì bữa nào anh cũng tập live stream thử đi. Thôi. Tôi là nhỏ bị bệnh động kinh á, rồi nói chuyện không có làm chủ được mình, vô duyên rồi vô mất công người ta chửi tôi nữa. Người ta chửi thì mình chửi lại, có gì đâu mà sợ. Chửi lại đâu có được, chứ không có lên trên mạng đi chửi người ta sao được. Trời ơi, bình thường, tự nhiên không, tự nhiên mình lên mình live stream, tự nhiên người ta vô người ta chửi mình phải chửi lại chứ. Thì cũng giống như ở ngoài thôi. Nghĩ sao vậy? Nè, tôi nói cho anh biết nha, livestream là một nghệ thuật và người livestream cũng là một nghệ sĩ, anh hiểu không? Bây giờ anh lên, ví dụ anh vui vẻ, người ta nói mình nói chuyện vui vẻ với người ta nói chuyện vui vẻ lại với mình, cái hai mình vui vẻ với nhau. Còn bây giờ tự nhiên mình lên cái người ta chửi mình thì đúng rồi, mình phải chửi lại chứ. Chửi cho nó không ngóc đầu được luôn, chửi xong block cho nó khỏi chửi lại luôn. Vậy là vậy chứ. Nụ chửi người ta không á hả? Tôi đúng rồi, người ta chửi tôi phải chửi lại. Vậy tôi nghe đồ mấy bữa nay gì trên mạng có thánh chửi gì là đừng nói nụ mà nghe. Thì đúng rồi. Mà trời ơi, không biết đâu vậy nè. Chửi riêng mà người ta khoái á, cái mỗi lần mà hả mà tôi live stream á cái là trời ơi chị ơi chị gọi tên em đi, chị chửi em đi. Trời ơi, bữa nào chị chửi em là em ăn cơm không có ngon đó chị. Trời ơi, hay mà hả, bữa nào mà tôi không chửi á mà tôi phải chửi đúng cử nha, sáng trưa chiều nha, trước mỗi bữa ăn. Bữa nào mà tôi không chửi là tôi không ăn cơm ngon. Giống như ngày hôm nay là tôi sắp ăn cơm rồi nè, nhưng mà tôi chưa chửi ai hết. Giờ này còn chưa tới nữa. Con trai con lứa gì mà chơi thun thấy sợ vậy trời. Trời đất ơi. Ủa mà sao riết tôi mất giá vậy trời? Tối ngày đứng đợi trai hoài vậy. Trời ơi. Ủa tôi là con gái mà, đúng là tôi phải là người tới trễ mới đúng chứ. Ôi chán ghê luôn á, bực bội à. Đúng. Anh xin lỗi mà anh tới trễ. Thôi trễ có nhiêu đâu, mới nửa tiếng à, chưa tới 1 tiếng mà. Thì tại hồi nãy anh tới đây gặp em nè, tự dưng mới kêu chở máy đi công chuyện kìa. Anh thôi, anh lý do nào cũng chính đáng á. Thôi anh xin lỗi mà đừng giận anh nữa. Anh có cái này cho em nè. Cái gì vậy? Em nhắm mắt lại đi. Quà. Quà bí mật. Kỳ quá à. Hạn chế. Kỳ quá. Hết giận anh chưa?
Nãy khi đi á, má có nhắc đến em á. Má nhắc gì em? Má nói là em vừa xấu mà vừa ác nữa. Cái gì vậy? Má biết gì về em mà tự nhiên kêu em vừa xấu vừa ác? Anh nói gì với má đúng không? Anh chọc á. Chứ anh nói là mấy mốt má gặp đi rồi má tự nhận biết. Ừ, vậy cũng được. Hạt cho anh đó. Em còn biết á, má nói gì nữa không? Nói gì nữa? Má kêu anh á là dẫn em về nhà gặp má kìa. Thiệt hả? Thiệt, em tranh thủ đi, em sắp xếp thời gian đi. Đi. Em... Thôi, nhưng mà em rung lắm, em sợ. Cái gì đâu rung, trời em gì mà rung. Tụi em men lắm chứ. Trời đất ơi, con người chứ con gì đâu không biết rung. Thôi về đi mà, anh ăn nỉ á, má anh hiền lắm. Hiền không? Hiền, má hiền cô à. Hiền không? Thiệt. Hứa rồi. Hứa. Hứa luôn. Thầy. Thầy luôn. Về nha. À, vậy chủ nhật tuần này, chủ nhật này tới nhanh nha. Chú Bảy, còn xôi gì vậy? Hết xôi giò rồi, còn xôi gớt không thôi. Vậy chú cho con gói xôi gớt đi, nhưng mà đừng có để dừa nha, hôm nay con bị ho. Làm gì mà còn dừa? Ủa sao kỳ vậy? Con thấy xôi còn quá trời mà sao hết dừa? Hôm nay chú mua thiếu hả? Đâu có thiếu, số lượng thì là lúc nào cũng vừa đủ hết á. Nhưng mà tức cái bà đó. Bà nào? Bà đó là bà người quen, khách quen. Cứ mỗi lần bà tới bà mua là bà xin đường, xin đậu, rồi xin dừa. Bởi vậy nên nó mới hết. Trời ơi kỳ vậy. Ủa rồi sao chú không nói bà? Đã là khách quen rồi, mình nói thì đâm ra nó thấy nó nhỏ mọn quá. Con hiểu không? Trời ơi chú ơi, sao không vậy được? Chú phải nói bà chứ, cái nào mà không mua bằng tiền. Nhưng mà dù sao đi nữa, bà cũng khách quen, mình nói thì nó thấy nó kỳ. Trời ơi thiệt luôn á, tức chú ghê luôn á. Chú, cái bà đó hay mua đây không? Có, cứ một hai ngày là bà lại đây, bà mua một vài gói. Được rồi. Để đó con tính cho. Má, tới thoải mái không má? Thoải mái không chứ. Nhưng mà cái chuyện gì mà hôm nay sao tốt với tôi dữ vậy? Hình như trong mắt má lúc nào con cũng xấu hay sao á. Không phải là như vậy, nhưng mà ân cần với tôi quá, đâm ra tôi nghi. Má lúc nào không hiểu ý con hết á. Má là số 1 á. Sao, muốn gì? Dạ, con tính bữa đó đó má. Con nhờ má nấu một hai món gì được không má? Chà, coi trọng người ta dữ ha. Dạ thì có cơm có canh thì thêm phần thân mật mà má. Ờ, con nói làm cho má thêm tò mò đó. Má muốn gặp mặt cô đó ghê vậy đó. Nụ dễ thương lắm má. Nụ vừa ngoan nè, vừa hiền nè. Con đảm bảo với má nha, má mà gặp là má thích liền. Thì để bữa đó rồi coi. Dạ, còn chuyện nấu nướng thì sao má? Ừ, thì để má lo. Dạ, cảm ơn má. Anh Bảy. À, chào cô Liên. Hôm nay cô ăn gì? Trời, mày y như cũ đi. Y như cũ. Rồi. Trời ơi, hôm nay xôi ngon quá. Thêm xôi nè, phải không? Đúng rồi. Rồi, thêm cái này nữa. Đậu phộng nè, phải không? Đúng rồi. Đó. Thôi, cho em thêm món này nó đi, để đãi đi đi. Đó, cho em thêm dừa đi. Cũng nhiều nhiều vô. Thêm dừa nha. Đúng rồi. Đó. Rồi. Nè, quả 5.000, đúng không? Một gói 10.000 mới đúng nha. Cái gì trời, ở đâu ra vậy trời? Ở đâu ra không có quan trọng. Quan trọng là bà mua bà xin thêm tùm lum hết. Nên là bây giờ bà phải trả 10.000. Ôi sao mày vô duyên quá vậy? Tao á là mối đây, tao mua từ trước giờ chỉ có giá vậy thôi. Ủa mày tính 10.000 là mày ăn còn 5.000. Bà nói gì? Không mà có đâu nha. Trời ơi, chắc thèm ăn của bà. Chú, 10.000 mới đưa thôi cho bà nha. Không có đâu, cầm đi anh. Nè chú để con giải quyết cái chuyện này nha. 5.000 là hộp xôi bình thường, còn bà xin trời cho thêm dừa đi, cho thêm đậu phộng đi, cho thêm xôi đi, cho thêm đường đi, cái gì mà cũng thêm mà sao tiền mà không thêm? Nè nè anh Bảy, bây giờ anh nói đi, cái gói xôi là bao nhiêu tiền? 5.000 hay 10.000? Chú à, chú bán 5.000 sao mà lời, lỗ chắc luôn á. Chú lấy 10.000 cho con, bây giờ mà bác không trả 10.000 con chơi khô máu với bà luôn. Nè nhìn sao vậy, cũng sang trọng mà nè, áo vàng, hoa văn, quần phi bóng lụa là, đeo vàng nữa. Vàng nè. Giàu quá mà, nghĩ làm sao vậy? Mua xin thêm tùm lum mà không chịu trả tiền thêm. Bây giờ bà không trả 10.000, tôi đứng đây tôi la làng lên á. Ê, tao nói mày nghe nè.
tao giàu có, tao sang trọng là của tao, tao không lấy của mày. Mày tính á, 10 ngàn là mày tính mày ăn lời 5 ngàn. Không có đó con. Tôi không có thèm ăn lời của bà. Tôi là người quen của chú Bảy nha. Tôi coi chú Bảy giống như cha chú trong nhà vậy đó. Tôi nhìn chuyện bất bình là tôi phải nói thôi. Tao mua giá 5 ngàn, nè 5 ngàn. Không có 10 ngàn đâu cưng. Trời ơi, bà hôm nay bà không, bà thử coi, bà thử bà không trả 10 ngàn coi tôi cho bà đi không? Thôi. Chú để con. Cái loại người như vậy á là phải xử đẹp. Ê nè, tao nói mày nghe nè. Tao á mà ví dụ tao có con trai á, trời ơi tao cưới cái thứ con dâu như mày á, không bao giờ có. Never. Nghe. Trời ơi mắc cười quá chắc bà nghĩ tôi lấy con trai của bà. Ừ. Trời ơi. Con trai tao á mà có quen mày á thì không bao giờ tao cưới cái ngỡ con dâu như mày đâu. Mắc cười. Ủa chắc bà nghĩ tôi lấy con trai của bà. Ờ. Mà cái thứ con dâu này á, cưới về được 3 ngày á, tao nói mày nghe nè, trả về nơi sản xuất nè. Ôi xin lỗi nha, không tới 3 ngày đâu, 1 ngày tôi cũng không ở được với bà nữa. Xin lỗi cưng nha, chỗ không có 3 ngày đâu. Nửa tiếng đồng hồ là cưng xách gói đi. Bỏ là xách giá là 5 phút, bỏ trả giá nữa tôi không ở được với bà. Bây giờ bà trả 10 ngàn không? Ê tao nói mày nghe nè, cái thứ con gái như mày á, ở nhà lo chuyện gia đình đi. Đừng ra đường, nói chuyện bao đồng. Có ngày người ta quánh cho mày tè mỏi. Trời ơi, trong xóm này ai dám đánh tôi. Bây giờ bà có trả 10 ngàn không? Không. Mày làm gì tao? Không. Thôi được rồi. Chơi luôn, tao sợ như mày. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Cho coi có gì à? Thôi, coi gì, lát nhắn qua biết. Dạ, bất ngờ. Gửi rồi đó, gửi rồi đó. Rồi tôi mới gửi lại, trả lời gì vậy? Để suy nghĩ cái. Ừ, suy nghĩ cái gì đây, đọc cho mà nhắn nè, cho đúng ý tôi. Tôi thôi đi luôn đi, cho lẹ đi mà, có lâu quá. Trời ơi, thánh chửi, thiệt là xuất sắc. Ok, I love you nụ. Rồi, rồi, quá rồi nè. Để trả lời, để trả lời. Trả lời đi, trả lời. Dạ, trả lời, trả lời. Thôi nghỉ đi. Sao vậy, tự nhiên đang vui cái nghỉ? Nói chuyện bằng cái miệng đi, bấm hồi đau tai quá. Cũng mỏi thiệt. Ờ. Ê, nhưng mà hả, ai mà thấy hai đứa mình ngồi gần nhau mà nhắn tin cho nhau thì chắc người ta cười chết luôn. Ai đâu cười. Dạ. Người ta chửi mình khùng. Ai khùng? Nhỏ chơi với anh khùng. Biết anh bị khùng á, anh nghĩ sao vậy, anh ta chửi anh khùng mà anh ngồi anh cười. Em chơi với thằng khùng chắc em tỉnh. Alo nghe nè Lành. Đi đâu? Trời ơi, tự nhiên tạo nghiệp vậy, tự nhiên người ta làm gì đâu chửi người ta. Chửi, đáng chửi đúng rồi. Nghĩ sao vậy, tôi ghét nhất cái thứ đó luôn á. Đồ hồ ly tinh, nhà nó đâu? Dắt qua đó. Thề luôn tôi mà không chửi nó sắp mặt tôi, không phải là con nụ thánh chửi trên Facebook. Đi. Đi anh. Đi đâu? Chửi người ta. Thôi tự nhiên đi chửi người ta. Tạo nghiệp chết luôn á. Trời ơi tạo nghiệp cái gì, cái đó là em đang bảo vệ hạnh phúc gia đình cho bạn em. Đi. Thôi anh không đi đâu, em đi đi. Em đi bảo vệ hạnh phúc gia đình cho bạn em đi. Còn anh bảo vệ cái chỗ này. Không đi thiệt hả? Ừ, đi đi. Không đi thì em đi á. Ừ, đi. Đi bảo vệ hạnh phúc gia đình. Thì rủ tao uống cà phê vậy. Ruột gà lâu lâu rủ uống cà phê, hôm nóng tình cảm gì mà. Trời ơi. Sao? Có chuyện gì nói đi mày ơi. Mày lạc xạo xạo dòng do Tam Quốc hoài. Có kèo thơm. Cái gì? Tao á, rủ mày tạo nickname Facebook chơi. Mày chơi Facebook? Trời. Lỗi thời, lạc hậu, chậm tiến bộ. Tao chơi Facebook hôm nay rồi mày. Ủa gì là đừng nói xẻo lá này, tao là cái người cuối cùng chơi luôn à. Ủa? Mà với cái trình độ tốt nghiệp loại giỏi lớp 5 mà còn bổ túc của mày nữa, cũng biết chơi Facebook nữa hả? Ê, thì cái câu nào được thì tao đọc xong tao hiểu tao chửi lại, còn không được thì tao nhờ Út Hăng nó phiên dịch lại. Nhưng mà thường tao ít vô nhắn tin lắm, tao chỉ chửi trên livestream thôi. Trời, mày thật cũng đua đòi quá ha. Kệ cho bằng chị bằng em. Kết bạn đi. Tên gì, tên gì? Này nãy hết mạng rồi, này để tôi lưu lại thôi. Ừ. Mày là David Tèo đúng không? Không, Michael Tèo. À, Michael Tèo. Michael Tèo. Mày gì để tôi kết cho. David Lít. Mời ba. Vô em đi. Ủa, tới rồi hả? Ngồi chơi con. Ngồi đi.
Giới thiệu với má, đây là Nụ, bạn gái của con. À, ngồi chơi con. Chào bác. Dạ, con có quà biếu bác. Trời ơi, con tới chơi được rồi, quà cát chi không biết nữa hà. Nhận cho Nụ vui đi má. Cảm ơn con. À, thôi uống nước nha. Bác. Bác nghe con. Ủa, con bị bệnh sao giọng nói con? À, dạ, Nụ bị nóng trong người á má, nên bị khan tiếng á má. Vậy hả? Dạ, con mời bác. Thằng Nam nó về nó khen con hoài hà, mà bữa nay bác mới được gặp mặt con đó. Trời ơi, chắc anh giỡn hả bác? Chứ bình thường anh đi với con, anh chê con không à? Anh có chê em đâu. Có, em mới nói. Có đâu, nó nói con hiền mà lại ngoan ngoãn nữa. Bữa nay gặp con thiệt đúng là như vậy. Vậy má chịu không má? Chịu chứ. Cảm ơn bác. À, một lát ở lại ăn cơm với bác nha con. Dạ. Thôi bác ơi, coi gì để con phụ không bác? Bác nấu xong hết rồi, phụ ăn thôi. À, mà khoan đã, hai con ngồi chơi một chút đi. Chờ đủ người rồi mình ăn luôn cho vui nha. Dạ. Công nhận má anh dễ chịu ghê. Thì anh có nói em rồi mà. Chị, Di về rồi nè. Dạ. Má mới về. Ừ, về lâu chưa con? Dạ con mới về má. Về hả? Dạ, giới thiệu với má, đây là Nụ, bạn gái con. À. Giới thiệu em, đây là má của anh. Sao nè anh nói kia là má anh, vợ này cũng má. Ba anh có hai vợ hả? Hai vợ đâu mà hai vợ. Đây là má hai của anh, còn đây là má ruột của anh. Má hai của anh á là chị của má ruột. Đúng rồi. Hả? Ủa sao vậy? Con chào bác. Nè, sao hôm nay á giọng cô nhỏ nhẹ dữ vậy? Con bị khan tiếng. Dạ đúng rồi má, nóng trong người bị khan tiếng đó má. Ủa mà tôi nhớ á là tôi đâu đã già đâu, tôi chưa có lẫn lộn mà. Tôi nhớ rất rõ là hôm qua tiếng cô lớn dữ lắm mà, cô chửi tôi dữ lắm mà. Ủa, giữa hai người tôi có quen biết nhau hả má? Ủa, vậy đây là cái người ngày hôm qua em kể chị nghe đó hả? Dạ đúng rồi chị. Cái người mà hôm qua chửi em á, em về em kể chị nghe đó. Chửi lộn là sao má? Mà hôm qua tôi thấy cô chửi tôi dữ lắm mà đúng không? Hôm nay khang tiếng là đúng rồi. Trời ơi, hôm qua em không biết đây là má anh. Mà nè, cái người này hôm qua chửi em ở chỗ ông bán xôi á. Trời, chửi dữ lắm á, hàng xóm láng giềng người ta tới là coi đầy luôn á. Trời đất ơi, cái thứ con gái gì đâu mà vô duyên á. Nhớ rất rõ là con có người còn nói tôi như vậy nè, ai vô phước á mới làm con dâu của bà đó. Vô phước phải không? Bước vô đây làm chi vậy hả? Cô cũng nói là ai vô phước mới lấy con hả? Trời đất ơi, chị coi nè con coi, tới nhà mình mà còn trả treo má như vậy á. Nè tôi nói cô nghe nha, cô không xứng đáng làm bạn con trai tụi tôi nha. Mà tôi á không bao giờ cưới dâu như cô nha. Tôi tiễn vòng cô đó, đi ra khỏi nhà tôi. Con xin lỗi. Đi. Chưa ra vậy, chưa đáng đời lắm. Chưa có tật chửi đi nghe. Chửi ai không chửi? Chửi ngay mẹ chồng. Anh chửi người ta làm chi? Không phải, anh chửi. Nhưng mà xong anh hẹn người ta đã đánh lộn nữa. Tại nghe là em chứ bộ. Cái đó. Em khôn quá, sao em ngồi đây em khóc? Em không thể. Chửi nhầm. Má bạn trai em. Má bạn trai em? Ngu quá vậy. Rồi giờ sao rồi? Ai biết sao đâu. Giờ hối hận quá rồi. Không có dám chơi Facebook mà chửi gì nữa. Ê, nhờ em cái này được không? Dạ vậy. Giờ lên trên Facebook khóa cái nickname David Lít được không? Chắc em xóa luôn cái nick của em quá. Sợ chưa? Anh Bảy. Cái gì vậy Tám? Hồi nãy tía má để quên giỏ đồ nè. Đồ gì vậy? Thì cái áo dài má mặc đi đám hỏi nè, má để quên nè, anh đem ra ngoài giùm đi. Kiểu này chắc tía má lên xe mất tiêu rồi. Trời ơi, giờ anh đem liền đi, hồi nãy em chơi game em không có hay. Mà cứ ngồi đó càm ràm qua trễ giờ á. Mà đợi tao chút xíu đi, để gọi tía coi làm sao.
suốt ngày. Alo tía, tía. Dạ, dạ. Má để quên cái áo dài. Giờ sao tía? Dạ. Dạ, dạ. Trùng dự nghe. Tía A Lăng dễ sợ luôn á. Dạ, vậy tía má đi chơi vui vẻ ha. Dạ, dạ, dạ. Tía nói sao anh Bảy? Lên xe rồi. Rồi, xong luôn. Thế nào tía cũng rầy má là hay quên trước, quên sau, quên đầu, quên đuôi cho coi nè. Xài bé. Vậy chứ làm sao? Tía nói chuyến này á, dẫn má đi du lịch, rồi lên tới Vĩnh Long á, sẵn đi shopping, sắm cho má cái bộ áo dài mới luôn. Thấy ghê không? Trời đất ơi, không ngờ ra tía ra lăng với má dễ sợ luôn vậy đó. Chứ sao tía mình mà vậy. Mà cái nhà này nha, tao công nhận cái khoản đó là tao chống tía nhất. Trời đất ơi, chống cho dữ vô ha, ga lăng cho dữ vô. Qua đám hỏi người ta bệnh nó quậy muốn banh nát cái đám hỏi người ta luôn kìa. Ê ê ê, bớt cái tính mỉa mai anh mày vậy nha mày. Mấy ngày này là tía không có nhà là anh mày chỉ mày đó. Ồ, dám làm gì em? Coi chừng ăn đòn à nghe. Trời chắc tôi sợ, tôi sợ. Nói 10 cái à. Dạ. Đi vô nhà. Dạ, chuyện lắm, tôi đi về. Ôi. Thôi. Trời. Thôi. Có tin này hot lắm nè. Gì vậy? Kể đi. Ủa, nói cái công việc mà ta. Thôi kể đi, kể đi. Anh uống gì? À, cho anh chai nước suối. Lấy cho anh đây nước suối. Ê, 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 rượu. Ê, hả? Tôi nhớ nhà bà có một chuyện mà. Nhờ người ở nhà làm rồi. Lấy cho anh chai nước suối đi. Bà đi lấy đi. Trời ơi, phải quán tôi đâu rồi lấy. Tôi có phải chủ quán đâu lấy. Ủa, vậy hay em không phải chủ quán hả? Anh ơi, chủ quán đi rồi á. Em ở cái xóm này em biết nhà của Tám Tàng ở đâu hướng nào không? Dạ biết. Biết gần gần đây. Dạ gần đây. Vậy hả? Vậy tụi em chỉ giúp giùm anh đi. Thôi, anh là bạn của Tám Tàng hả? Thôi mà, giỡn xíu, giận hờn nó mệt ghê luôn á. Bây giờ muốn đi đâu? Tôi dắt đi nè. À, vậy đó, cũng được á, tôi phái vậy. Nhưng mà sáng giờ bụng nó trống rỗng à, đói bụng quá, đi ăn sáng cái đã rồi đi. Ờ đúng rồi đó, chứ giờ tôi cũng biết nấu món gì hết trơn á. Thôi đi á, đi 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 đi. Đi. Trời đất ơi, nhỏ này kêu pha có một bình trà cũng lâu lắm. Nhai. Nhai. Dạ. Pha có bình trà cả đời. Nè tía. Ủa mà sao khuya rồi tía uống trà vậy? Kệ tôi thèm uống tôi uống thôi. Nè ngồi đi, tía hỏi chút chuyện coi. Ngồi đi. Cái gì vậy tía? Nghe nói Tám Tàng nó dẫn bạn nó về chơi đúng không? Con đâu biết đâu. Ủa mà sao nay tía hỏi con vậy? Thì vào sáng đó tía đi uống cà phê, rồi cái tía gặp con Gia Hân, con Út Nụ, mấy đứa nó ông A, ông Hẹo, xí xa, xí xộn rồi đó đó. Chị? Chị mê trai. Thấy trai đẹp là cánh me, đang lấy lòng. Rồi tụi nó có lấy lòng được không tía? Trời đất ơi, tôi nói ngồi canh từ sáng tới chiều mà thằng đó đâu có xuất hiện. Quê bỏ về. À, hèn gì, hồi sáng đi mua nước cam á, con thấy hai đứa nó ở đó. Cái thấy kiểu đổng đa đổng đảnh lắm, cái lại hỏi. Cái tôi không đứa nào trả lời con hết trơn á.
Ngu vậy trả lời. Nó sợ mày ra đó mà giành trai nó làm sao? Trời. Ngộ thiệt, gái giờ ngộ. Cứ thấy trai cứ tùm tướp đó, đừng bắt trước tụi nó. Bắt trước đi á, coi chừng à. Trời ơi, có lúc tí ơi. Con đời nào thích trai đẹp. Tao biết gu mẹ, ngộ lắm, lạ lắm. Thích trai đen đen nè, xấu xấu nè, cộng thêm chút gu duyên với lại thêm chút bảy sắc cầu vồng nữa. Gu mà vậy. Nhưng mà người ta đối xử tốt với mình thôi chứ. Ồ, mày đang nói ai? Thôi tí con đi ngủ sớm nha. Con đi vô ngủ trước đây. Trời đất ơi, nói trúng tim đen bả cái bà ông Nga ông hẹo bà đi vô. Mưa gió thì lá nó rụng tùm lum hết trơn hả? Alo, tôi nghe nè. Anh rất là quý trọng tình cảm của em dành cho anh. Nhưng trái tim của anh đã thuộc về người khác. Còn ai vô đây nữa? Em nụ. Anh Phương. Anh yêu em. Không biết mai anh Phương đối xử với mình sao ta? Anh tặng nụ. Vậy là anh thích nụ, chứ anh đâu có thích hân, đúng không? Đúng rồi. Với người đàn ông có nhan sắc nhất hành tinh như anh, con hân nó đòi đeo anh. Nó mê trai lắm em ạ. Nó không xứng với anh đâu nụ à. Chỉ có nụ mới xứng với anh. Anh tặng nụ. Dạ, em cảm ơn anh. Ừ. Trời ơi, bông đẹp quá à. Nụ thích, nụ thích. Leo leo. Hân sao có cửa với nụ? Đừng có hận nụ nha Hân. Leo leo. Thích quá, thích quá. Nụ tầm xuân của anh. Em coi trời ơi. Trời ơi. Đứng lại giùm cái đi. Đi tới đi lui chóng mặt quá. Em sợ ngày mai bị thu con nụ nè. Cổ cũng chết. Nếu như mà sợ thua, không ấy bây giờ gọi điện với nó đi. Biết đâu ngày mai nó bận công chuyện đó, nó bỏ cuộc. Cái không không cái bay thắng cuộc, khỏi phải hao hơi tốn sức. Đúng không? Ừ. Có lý. Em gọi thử. Ừ. Dầu thơm 5.000 lít đó hả? Ui, cái mùi nồng dễ sợ luôn á. Hủi mà đến nỗi mà nghẹt mũi luôn á. Miếng bánh bèo riết là sao xéo sắc quá trời quá đất, không biết hả? Ai vậy? Trời ơi, con bánh bèo Gia Hân á, sớm tôi á, nó khoái ông đó nghe chưa. Trời đất ơi, tổ quật. Sao? Đi cà phê đi, tôi nói cho bà nghe. Đi. Đây mắc gì không nói, cà phê tốn tiền vậy trời. Đó bà thấy á, giờ hai ổng đi mút chỉ luôn kìa. Trời, thiệt vậy luôn hả? Chứ mà sao, anh thử anh nghĩ coi. Kêu 12 giờ trưa qua mà nỡ lòng nào nói là 12 giờ đêm. Đây nè, hai đứa nên nhớ, ông Phương đó là bạn của Tấm Tàn chứ không phải bạn của Ba Gia này nha, hiểu không? Trời ơi, nhưng mà người nào ra người đó chứ, sao qua đũa cả nắm vậy được? Không lẽ ông Tấm Tàn ổng dày, rồi ông Phương ổng cũng dày nữa, sao giống nhau được? Bởi vậy mới nói, nó không tin thiệt chứ. Nè, chính mắt anh nhìn thấy luôn nè. Sao, về quê tôi thấy thoải mái không? Cảnh đẹp bà, cảnh dưới quê đẹp á, nên nó cũng nhẹ lòng bớt cái chuyện buồn của tôi ở trển bà ơi. Bởi vậy thôi đừng buồn nữa nha không? Nè, nói nghe nè. Bà coi bộ đồ tôi sao? Thấy đẹp không? Đi coi coi.
Nhìn họa tiết cái frame thì cũng đẹp đó, nhưng mà giải nó hơi sủ sủ làm sao nha. Trời ơi, giải nó giải Hồng Kông đó má. Giải nó đẹp cực kỳ luôn, hàng VIP. Trên Sài Gòn á là tôi còn mấy bộ màu tím nè, màu hồng nè. Trời ơi, bữa nào bà lên đó, tôi tặng cho bà mấy bộ. Ê, nhớ tặng cho tôi màu đỏ màu hồng nhiều nhiều nha, tôi thích lắm á. Chị em mình mà. Trời ơi, cái đó bình thường mà. Mô đen bây giờ là đàn ông con trai hay mặc mấy cái áo mà lè lẹt nhiều màu hoa què đồ đó nè. Đây, nè nón trái cây sặc sỡ. Cái đồ áo cũng quá trời màu nè, không lẽ ông cũng vậy? Nhìn ông như con két bảy màu vậy á. Thiệt á, tức thiệt chứ. Chuyện không đơn giản là như vậy. Còn nữa nè. Bà biết không, thời buổi giờ á, tôi nói bà nè, bà phải bắt nhịp kịp cuộc sống nha không. Bà chậm hơn người ta một nhịp rồi đó, tặng cho bà nè. Trời ơi, trời đất ơi, cảm ơn nhiều nha. Chứ sao? Tôi cái màu mà tôi thích lắm nè, hợp với tông da của tôi nè. Hàng VIP nha, hàng xịn nha. Trời ơi, tươi xanh như nồi canh chưa? Nè, đây nữa nè. Một hộp nữa. Nữa hả? Chứ sao? Mình á, mình phải biết làm đẹp cho mình, thấy không? Mình phải biết tôn trọng cái bản thân mình trước, bà hiểu không? Đó, mình phải tập gym, thấy không? Cho có cơ bắp. Mình mới đẹp lên, phải bà hiểu không? Bà cứ vậy coi bụng coi. Trời ơi là trời. Tôi biết rồi. Nhưng mà tía tôi đâu có cho tôi trưng diện đâu. Họ xài tiền mà phung phí á, là tía tôi la tôi chết luôn á. Nhắc về tía bà, gia đình bà, tôi thấy tự nhiên tủi thân quá. Bà còn ở được vậy, bà sống với giới tính của bà được. Còn tôi hả, cả dòng họ tôi có mình ên tôi à. Bây giờ tía má tôi hả, bắt tôi phải lấy vợ. Tôi trốn tôi sống mình rồi tôi nè, bà thấy không? Bà về bà sướng tôi nhiều luôn. Đừng có buồn nữa. Chia sẻ chị em đi, những lúc buồn bã như thế này biết không? Tại vì á, những lúc khó khăn hoạn nạn á, mới biết tình chị em như thế nào. Thì đó. Trời ơi, con kiến này cắn vô viên thiệt chứ. Ai vậy bà? À, cái thằng khùng trong xóm của tôi mà. Suốt ngày đi theo rình rập người này người kia. Trời ơi, nhìn xấu quá. Dạ, nhưng sao cái lỗ tai tôi nó đau quá vậy ta? Túng gì á? Ê. Dạ bộ á, nó hé một cái đi để coi lỗ tai có còn nghe rõ không vậy? Đây tôi hét cho. Alo. Alo. À thôi đi. Không có nhờ được cái gì hết trơn á. Hát giùm đi. Để hát giùm cho. Mà Trời ơi. Anh ba dài. Ôi. Anh ba dài. Ủa, về hả Tâm Tàng? Dạ. Dạ thưa má, con mới về. Đi khám bệnh bác sĩ nói sao con? À, dạ con khỏe mạnh bình thường, kết quả không có gì hết á má. Vậy hả? Dạ. Khỏe ru hả? Dạ. Vậy mừng quá rồi. Để coi à, má đi chợ kiếm cái gì đó ngon ngon về nấu ăn mừng ha. Ủa? Sao nói ăn mừng mà cái mặt mày như cái mâm vậy? Đây, cả nhà ăn cơm nè. Dạ. Chà, bữa nay có chuyện gì mà làm đồ ăn nhiều quá vậy? Bữa nay thằng Tám Tàng nó đi khám sức khỏe định kỳ nè. Mạnh ù à. Tôi vui, cho nên nấu đãi cả nhà nhiều nhiều chút. Ủa sao bữa hổm cả nhà mình đi khám bệnh về cũng đâu có ai có bệnh gì đâu mà đâu thấy bà đãi gì đâu? Ông. Vì vậy là bà muốn ở nhà này bệnh hết thì mình Tám Tàng khỏe thôi chứ gì. Không nè. Vì là tại vì hôm bữa đó là thằng Tám Tàng nè nó bận công chuyện, nó không có đi khám chung được. Bữa đó mình ăn mừng thì sớm quá, thì đợi nay nó đi khám xong nè tôi nấu cả nhà ăn luôn. Dạ hôm nay má nấu ăn ăn mừng á. Trời ơi đồ ăn nó thiệt tình chứ ăn bình thường má ơi, có gì lạ hết trơn luôn. Mày vô duyên vừa thôi con. Nói cháo vịt cho con đúng không? Thì ít ra phải vậy chứ. Tối ngày ăn cháo vịt hoài. Bởi vậy mấy con vịt á, nó thấy mày lo chạy mất tiêu rồi. Mày cò đừng ăn vịt. Ăn vịt chứ vợ mặt mày y như con vịt. À mà tía má, hồi nãy con có mời Long Xì Ke qua nhà mình ăn cơm chung á.
Trời đất ơi, hết thằng mời sao mời sự kem ma tí ra đây chứ con. Không phải, tại nó ốm quá, bây giờ cho nên tụi con đặt cái là xì ke. Chứ thằng Long á tía, thằng Long mà ở xóm mình đó. Vậy đó hả? Dạ. Tao sợ xì ke ma tí lắm nha. Phải đó, hồi nãy má cũng tính kêu tụi bay qua kêu thằng Long một tiếng. Dạ. Qua nó ăn cho vui. Còn sao nhú á, nó tham công tiếc việc quá, cứ ở trên Sài Gòn. Chứ không, giờ này cả nhà mình có mặt đông đủ hết rồi. Thì con nó ham làm, chứ đâu phải nó lo đi chơi đâu bà than thân trách phận gì nữa. Thôi ăn đi. Dạ mời tí má ăn cơm. Ủa Long kìa. Ủa Long. Dạ con chào cả nhà. Tới ngồi ăn cơm luôn con. Ngồi, lấy cái ghế con. Dạ con chào hai bác. Ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đây đi. Ăn đi, ăn cơm đi. Hôm nay má tao làm đồ ăn, ăn mừng á. Đồ ăn phong phú ghê hen. Nhìn ngon quá bác. Ăn đi con. Nè chén nè. Tôi cảm ơn. Ủa cái ghế nào ta, quên lấy cái ghế nữa. Mày lê quay mày ra đây chứ tới tối quá à Tám à. Nhà sao toàn là dân chậm không. Rồi ăn đi con. Rồi ăn đi. Con mời cả nhà ăn cơm. Dạ ăn. Con mời cả nhà ăn cơm. Tự nhiên nghe con. Wow. Hôm nay heo chơi cám, heo chỉ ăn rau thôi hả? Trời ơi em ơi. Ủa mày sao vậy Tám? Dạ con đang giảm cân á tía. À con nhớ rồi, nó nói á là nó đang giảm cân để nó đi thi người mẫu gì đó. Trời đất ơi, tướng nó mà lết lên sân khấu người mẫu chắc tao trốn quá, tao không dám nhìn ai quá. Dạ mỗi khi con mới giảm cân nè tía. Ủa vậy Long xì ke nói thiệt hả Tám? Trời chứ tôi có giờ tôi giỡn đâu. Hôm bữa nó lên trận nó đăng ký thi cái người mẫu gì đó, mà nó vừa vô cái người ta thấy cái tướng nó như nồi thịt kho trứng vậy. Nó gớt cái bịch ở vòng gửi xe rồi. Tám đi thi bộ mày đi thi sao mày biết rằng của vậy? Thì nó kể cho tôi nghe và tôi kể lại đó. Thằng chuyện ớn. Mày á lo học anh bãi cò mày kìa, lo làm ruộng làm vườn đi, đừng có mơ mộng ảo quyền nữa con. Phải không? Tao nhìn tướng tao biết mà. Tao đẻ mày ra mà, tao nuôi mày tao biết mà. Trời ơi, gà tao nuôi tao biết chứ. Trời ơi, mệt quá. Mệt quá. Mệt quá. Trời đất ơi, làm gì vậy? Làm gì mà chưa chờ chưa chật không nhà ngủ gai đứng vậy nè. Nhìn bộ đồ đi rồi nói chuyện nha. Đồ làm sao? Nó đang tập thể dục mà. Trời tưởng bộ đồ bơi không á. Đồ bơi dưới đây bị khùng hả? Đúng là càng ngày càng ăn nói gì mà vô duyên à. Người ta nói chưa. Trời, cố gắng rồi tất cả vì tương lai sự nghiệp. Con thử coi. Hình như cái cơ địa của mình nó khó xuống tí lắm hay sao á tơi. Dạ. Trời ơi thiệt tình chứ mỗi lần mà tía thấy con giảm cân giảm ký sao tao mệt quá trời đi Tám. Chi mà cho nó cực nó khổ vậy con. Mai đó mà còn ăn kiêng ăn cử kiểu này đó là chết chứ tía nghe không. Dạ. Dẹp ba cái vụ người mẫu diễn viên gì đi, làm ruộng như em đẩy mày nè, cho tao yên tao bệnh dụng cái. Ủa tía, tía về rồi hả tía? Nhà có hai thằng con, thằng thì ăn kiêng ăn cử, thằng thì đòi ăn hết món này tới món kia, ăn muốn tàn gia bại sản mà ốm nhách như là con ma vậy. Thiệt tình chứ tao nói rồi đó nghe, hai đứa mày mà là không có làm phiền tao nữa à, để cho tao yên tao bệnh giống cái. Tao già rồi quấy rối hoài khổ trăm chiều. Tự nhiên ra hổ cái chửi nhỏ tới tóc luôn trời. Tại ảnh trường á. Gì tại tao? Một năm có 365 ngày, bộ hết lúc muốn lên ký rồi hay sao? Đợi lên như lúc này, nó cho tía la tôi quá trời vậy. Mày ngộ nha, lúc nào mà tao không muốn lên ký
Mày á, nào giờ nào cũng đòi xuống ký, xuống có xuống được đâu. Lần này cũng đòi xuống nữa. Ê Tám, mày muốn lên TV mày làm người mẫu này kia giết thành bệnh luôn hả Tám? Cái chuyện đó của người ta anh hỏi làm chi? Thì tình tại anh đây nè, cho nên tía mới la tôi đó, giờ đủ thừa nữa. Tại mày, tại anh á thì có. Tại mày, tại anh, tại mày á, tại anh, tại mày. Sao bữa đi. Ai thằng Cam không lên giùm tao cái. Được, cái chuyện cho đợi chắc nha. Ủa? Hả? Ăn cơm gì mà kỳ gì, không có đồ ăn là sao nước tương không với tô cơm chứ ớt không? Trời, quên. Ông tới thì quên lấy đồ ăn, có đồ ăn không? Đặc sản. Trời ơi, con cá nhìn ngon quá vậy. Đặc sản miền sông nước đó nha. Ăn cơm chưa? Ăn gì kỳ vậy trời, tự nhiên sao hửi không vậy? Trời, có đâu kỳ. Tại sao nhà tôi nghèo, tôi đâu có tiền tôi mua thịt này nọ cao lương mỹ vị ăn đâu. Với lại nè, ăn cái kiểu này á nha, giờ mình hửi thôi. Ừ. Mình để dành đến chiều, mình có một bữa nữa. Ăn kiểu này nè, giúp mình giảm cân mà tốt cho sức khỏe nữa. Ê, cái cách này giảm cân được phải không? Được, tất nhiên là được chứ. Đó, trời ơi, tôi phải về á, tôi áp dụng cái cách này liền mới được tôi giảm cân. Khó ăn lắm mà. Được, tôi làm được mà, trời ơi, vì tương lai sức khỏe tôi làm được hết á. Vậy hả? Vậy về bắt chước theo tôi ăn đi. Bảo đảm một tháng tuột ký luôn. Trời ơi, cảm ơn nhiều nghe Long nghe nhờ gặp ông á. Thôi tôi về ghé, ông ăn cơm đi. Cái thằng dễ dụ dễ sợ luôn á. Miền Tây thiếu gì cá, mà con cá ngon gần chết không lẽ tôi lụm cái tôi hửi ba. Làm cái gì mà như chết rồi. Tam Tàng. Dạ, tía má. Sao con giấu tía má vậy? Dạ, con đâu có giấu tía má chuyện gì đâu. Ừ, gì đây? Má gom đồ giặt. Má thấy cái này nè. Dạ, con xin lỗi tía má. Tại vì khi mà nhận kết quả xét nghiệm rồi á, bác sĩ có dặn con là ăn ít lại để cho đừng có dư chất. Chỉ cần giảm cân một thời gian thôi, rồi số ký con ổn định á, thì con sẽ ăn uống điều độ lại. Tía má với anh Bảy đừng có lo cho con nha. Con biết nghĩ tới gia đình, nghĩ tới tía má vậy cũng tốt. Nhưng mà bệnh á, cũng phải nói cho tía má biết. Đừng tía má còn lo nữa chứ, đâu làm thính vậy được. Còn ba nữa, cô nấu nướng ba cái món thanh đạm bớt dầu mỡ lại cho nhỏ nó ăn. Nói hoài không có khai cái lỗ tai để đâu. Wow, có bộ tía cũng có kiến thức dữ hen. Ý mình nói tao à, nhà quê ngu dốt, không biết ăn cái nào mập ăn nào ốm hay gì. Dạ không có. Tội nghiệp con của má quá. À, con xin lỗi tía má. Bệnh mà cũng giấu nữa. Có cái gì ở đâu thì gan nhiễm mỡ làm chết tới nơi vậy. Chịu khó ăn kiêng ba cái dầu mỡ lại, rồi tập thể dục thì từ từ nó hết thôi. Người ta ăn chay kìa, gan người ta cũng nhiễm mỡ vậy. Ủa, nhiễm dầu vậy? Trời ơi, sao ở nhà này gì cũng nặng hết vậy? Cố lên mới được, phải cố lên. Trời, động trời nha, hôm nay dọn dẹp luôn. Dọn dẹp mấy con khỉ á. Bây giờ em ăn uống nhiều vậy nè, là phải tập tành cho nó tiêu calo anh biết không? Nó mà nghĩ chán thiệt luôn á. Bởi bây giờ mà có trên thành phố nha,
là ra phòng gym nè ha, rồi á có nhạc nè, rồi không khí thoáng mát rộng rãi. Đặc biệt cái nha, có mấy anh sáu múi ở đó để mà anh chia sẻ kinh nghiệm để mình học hỏi nữa đó. Không biết mày học hỏi được cái gì, tao nghĩ lúc đó mày ngắm thôi chứ mày tập gì nổi nữa. Ồ, không dám đâu. Ủa Tám, mày muốn tập cho có cơ á, sao không tập cái gì nặng nặng chút xíu mà tập cái ghế nhẹ hiều? Ờ ha. Anh Bảy. Cái gì? Anh ngồi lên đây đi. Đi. Chị thì cái này là sáng kiến của anh mà, ngồi lên đi. Ngồi lên. Được không đó? Được. Rồi, chị nha. Rồi bắt đầu nha, ngồi cẩn thận nha. 1, 2, 3. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Tiếp. Hai thằng bay làm cái gì vậy? Công chuyện nhà lăng đăng lê đê, không lo làm, ra đây quậy phá ba cái bàn ghế gì đây? Về tại anh Tám á Tiếp. Nó nói nó muốn tập cho có cơ tài, nó bắt nó léo lên ghế ngồi để cho nó tập á Tiếp. Khùng hả Tám? Nhà có hai đứa con à, mà không lúc nào hai thằng bay để cho tao yên hết là sao? Dạ, con lỗi Tiếp. Hết biết thiệt chứ. Tại là do mình ăn tinh bột không mà nó không có xuống ký á. Ngon quá. Để bữa sau nói má. Đổi đi. Mua móng ăn đi. Lại là những loại thực phẩm giàu chất béo và chất đạm nữa. Ăn vậy cho mập. Không đổi món được hả trời. Ủa Tám. Dạ. Mày cũng còn giảm cân nữa hả? Dạ còn chứ. Ăn vậy thấy có giảm ký nào không? Chứ tao ăn là có thấy lên ký á. Anh lên được nhiêu lận? 10 gram. Lên có 10 gram cũng biết được, hay quá ha. Thì mình phải có lòng tin với nó mới lên, hiểu không? Cái khách này quen quen nè. Là dạ. Bữa thằng Long chị kia cũng bắt làm gì nè, để ăn cá, hửi ăn cái rồi ăn, mà toàn là ăn cơm với rau không mà, đâu có lơ xuống được ký nào đâu. Thôi vậy ăn cơm với rau đi, ăn thêm mấy bữa nữa biết đâu chừng nó mới giảm. Giảm cho mày 1 gram. Chán người. Thôi lạc quá. Đi kiếm gì chấm ăn rồi. Mày làm gì vậy Tám? Thì em thấy cái cục giò heo để trên dĩa tự nhiên nó rớt, em lụm giùm anh hiểu không? Không hiểu mày. Thôi vô nhà đi.
Trời ơi, trời ơi. Gọi này trúng gió giờ á. Trời đất ơi, cái gì vậy? Con bị sao vậy? Hả? Cái vụ gì vậy? Dạ, nó ăn xòi rồi uống nước, kêu ăn có cử thôi, mà nó quất trong nguyên ngày hôm nay luôn á tía má. Trời Phật thánh thần thiên địa. Trời đất ơi, trời ơi, ăn xòi nguyên ngày rồi uống nước, cái bao tử nào mà chịu nổi. Rồi đi khám bệnh mà hổm sao tao không thấy mua thuốc uống gì cho vậy? Dạ, bữa hổm á, bác sĩ cũng có kê to cho con, nhưng mà con nghĩ cái bệnh này chỉ cần giảm cân là được rồi, chứ uống thuốc tốn tiền nữa tía. Giảm cái gì? Mày già đâu rồi? Giảm mày cũng từ từ giảm, chứ mày làm gì gấp như vậy? Trời ơi, sao mà khờ dữ vậy con? Ai đời mà bác sĩ cho thuốc uống mà không uống mà đi ăn xoài là sao? Tức quá đi à. Còn bà nữa, tôi kêu bà nấu qua cái đồ ăn mà ít béo đó, nấu cho nó ăn. Bà có nấu không? Trời ơi, tôi có nấu đủ hết trơn á. Tôi xay thịt nạc, nấu cháo nè, rồi tôi rim tôm, rồi tôi luộc rau. Cơm cháo có đủ hết trơn mà không chịu ăn, mà đi ăn xoài làm sao con? Tía đừng có la má nữa tía, tại vì con không muốn ăn chứ không phải má không nấu. Bắt cái gì mà không ăn? Tao lên mạng tao coi rồi, người ta muốn giảm cân, người ta cũng có cái thức ăn để giảm cân đó, rồi ta cộng với tập thể dục thì từ từ nó sụt cân. Trời, tía sao hay quá vậy tía? Trời đất ơi, thời đại 4.0 mà mày, tao cũng phải lướt iPhone rồi chứ. Mình tụi bay biết hả? Ngồi đó đi, má hâm cháo cho ăn nè. Dạ má. Tía, con xin lỗi tía nha tía. Bây giờ con bệnh hoạn như vậy nè, con mới thấy được đó, những lời tía dạy là đúng hết đó. Sao, đừng có nhõng nhẽo, tao không quen cái đó. Tía, cho con ôm cái đi tía. Sao mệt tụi bay quá. Tại đứng đây mình buồn, thấy hai tí con tình cảm ướt át quá. Đưa nó vô trong, sức dầu cho em kìa. Vô nè. Đau bụng, sức dầu anh Mỹ ơi. Thôi, ăn xòi với uống nước đi cho nó mau khỏe. Hai thằng con à, tối ngày đủ thứ chuyện trên đời. Yeah, giảm ký rồi. Ủa, gì vậy Tâm? Anh Bảy ơi, em giảm ký được rồi. Ủa dạ. Tía má ơi, cái gì? Con giảm ký rồi nè. Ủa, giảm được nhiêu? Dạ, giảm được 1 ký. Trời đất ơi, con ký mà nó làm gì mà nó mừng dữ vậy? Thôi kệ nó đi, giảm 1 ký mà sức khỏe nó vẫn bình thường, vậy là có dấu hiệu đáng mừng cho nó đó. Trời ơi, nó giảm 1 ký mà anh tưởng đâu nó giảm tới 10 ký. Dạ thôi, con ra ngoài con chạy tiếp đi nghe tía má. Ừ, vậy cũng tốt rồi. Hết biết thiệt chứ. Trời đất ơi, gì đây? Vợ ông chứ gì? Ông làm gì mà bộ nhìn ông ra hả? Đúng đó bà, bộ đồ bà đang mặc kìa. Tiệm đâu ra bộ đồ mà đẹp dữ vậy? Đẹp. Đẹp không? Đẹp ha? Đẹp, trời đẹp. Đồ đẹp lắm. Đồ đáng lẽ tôi đem lưu viện bảo tàng lâu lắm rồi. Như cười lao, bận gì cũng thật ta cười. Bởi vậy, ông á, không có hiểu gì về thẩm mỹ á. Tôi coi trên TV á, tôi thấy mấy người mẫu á, hay bận đồ cái kiểu vậy nè. Đó, nên biết sao không? Tôi lôi mấy cái đồ cũ mà hồi còn trẻ của tôi ra, ra tôi phối mới được bộ đồ vậy nè. Trời đất ơi, đồ thời còn trẻ. Ừ, mấy chục năm rồi bà còn giữ lại luôn. Chứ làm sao, cũng nhờ vậy á nên tôi mới có cái bộ đồ đẹp như thế này nè. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp, đồ đẹp thiệt chứ. Đồ này đẹp gì bận ở nhà uổng lắm á, thiệt. Đi mua tôi đi cà phê đi nha. Nhưng mà đi nhớ bận cái bộ đồ này nha. Bận bộ này đi nè. Sao không đi?
Thì tôi thấy bà bận đồ đẹp lâu lâu rồi cho bà con lối xóm người ta dòm chút xíu. Chứ tôi bận đi ruộng rồi. Đi ruộng rồi, đi mua đi. Ừ. Ừ hả? Ừ. Vậy tôi đi à? Ừ đi đi. Đi mua phê chồng ha. Ừ. Đồ đẹp. Đẹp thiệt. Trời ơi, cái gu thời trang nó la lùng. Cô Hồng. Cô Hồng. Ủa, chị Tư hả? Dạ, bán tôi đi phơi đá đem về cho ổng. Dạ. Ủa, sao hôm nay chị Tư mặc cái đồ gì mà nó lạ mà nó ngộ, nó kỳ gì trời trời. Giống như râu của ông này cắm vô cái cằm bà kia vậy. Làm tôi hú hồn luôn. Ủa, bộ tôi mặc bộ này kỳ hả? Không đẹp hả? Tôi thấy đẹp mà. Ông Tư ông nói tôi bận đẹp đó. Rồi tôi qua đây tôi mua cà phê cho ông á. Cũng được. Ừ, nghe tôi hỏi nè. Hả? Hồi nãy cô coi cái gì ẵng mà sao mà cô tập trung quá mà đến nỗi tôi vô tôi kêu 2-3 lần cái cô giật mình luôn vậy. À, thôi ngồi thôi. Tôi nói cho nghe nè. Nè. Coi nè. Đang coi nè. Đang coi mấy cái triển lãm đồ cổ rồi chị. Đã chưa? Không hiểu sao á, mấy cái đồ linh tinh như vậy cũng xì à, mà người ta đem bán đấu giá hàng trăm triệu mà có khi á hàng tỷ luôn đó chị. Trời, thiệt không cô? Ờ. Ui, cái gì ghê vậy? Đây nè nè nè, chị coi nè. Đâu? Nè, em mở chị coi nè. Đây nè nè nè, thấy bức tranh không? Trời ơi, nó xấu quá, nó củ mè mà nó rách te tôi vậy nè. Đó, rồi còn cái này cái bình cắm hoa gì đó mà giống như móc với dưới sình lên nó dơ vậy mà cũng 20 triệu. Thì ghê sợ. Quá trời của đất, tôi không hiểu sao nữa đó. Mà không biết bảo tàng đồ cổ đâu mà người ta triển lãm quá trời hả cô ha? Theo như kiến thức của em biết á, là bảo tàng á, họ phát hiện tìm kiếm á, là một phần. Còn một phần á, là do người dân người ta đem đến những cái đồ dư cũ ở nhà đem đến để kiểm chứng. Nếu đúng là đồ cổ á, thì sẽ đem đấu giá, rồi mình được số tiền nữa. À, vậy là người ta bán cái món đồ cổ của mình đó, rồi cái ta chia tiền cho mình. Ừ, chắc vậy á. Tự nhiên khi không bắt lục bá này ra rình. Làm thì làm đi. Càm ràm càm ràm. Mà má tính kiếm gì? Kiếm cái ấm. Thiệt tình luôn á. Đồ gì mình không dùng tới thì mình đem mình giục mình bỏ đi. Phải để hết, phải cất hết ở đây. Khi nào cần á, mình lấy ra xài tiếp. Để khỏi tốn tiền mua cái mới. Thôi tìm tiếp đi. Trời ơi bác, dĩa nè, dĩa cổ cái chờ đất nè, thấy không? Không phải cái này. Trời ơi, tưởng nội đúng ý má lắm rồi. Má làm gì vậy? Đâu ra không? Đồ của ông bà ngoại về để lại đó. Của bà ngoại? Ừ. Trời, dữ vậy? Không chừng đây là đồ cổ đó nha. Cổ hả? Má nhảy. Làm gì tôi gọi điện thoại trái máy không nghe? Điện thoại có reo đâu mà nghe. Trời, tôi nghe điện thoại reo gì mà la không nghe. Rồi gì đây? Gì mà tự nhiên lôi ba cái đồ trong kho ra để tùm lum la hả? Thì má đó, má đòi đem mấy cái đồ cũ này nè đi lên bảo tàng. Xong rồi nhờ bảo tàng gửi lên thẩm định đồ cổ. Rồi xong rồi đem đi triển lãm nữa thế. Trời đất ơi.
Hai má con mà tính giận mặt hả? Ba cái đồ dê chay này mà đem đi thẩm định đồ cổ, nó còn triển lãm nữa chứ. Bộ tính làm cho nhục mặt cái nhà này hả? Nè nè, tôi nói cho ông biết nghe. Nếu cái này á mà được công nhận là đồ cổ á thì tôi sẽ được một số tiền lớn đó nha. Nằm mơ hả? Nằm mơ giữa ban ngày hả? Thôi làm ơn đi, làm ơn dẹp cho gọn cho giùm cái coi. Để cái gì mà tùm lum tà la. Công nhận. Nhìn thấy cưng quá. Chiều nay phải đem lên bưu điện gửi liền. Càng sớm càng tốt. Thôi cái chuyện gửi đi, chừng nào gửi đó, tính sao đi. Bởi vì cà phê tôi đâu. Tôi quên mua rồi. Giờ ông muốn uống nữa không? Tôi đi mua liền cho. Thôi khỏi. Tới giờ đi nhậu luôn rồi. Tính Tư. Tính Tư. Ủa Tèo. Thím đi xe ôm không, lên con chở cho. Ủng hộ con cuốc xe. Thôi đi. Đồ đạc lùm tùm gì chở sao cho hết. Với lại cũng gần tới nhà thím rồi. Ủa mà mấy cái này là cái gì mà sao thím lùm đùm lề đề kéo nặng dữ vậy? Ừ, thím mới qua nhà của chú Hai xin được mớ đồ cũ nè, mừng ghê luôn á. Ủa sao tự nhiên thím xin đồ cũ gì vậy? Thím đang thu thập ba cái đồ cũ nè, biết đâu thấy cũ cũ vậy chứ nó là đồ cổ đó. Ủa rồi một đống gì rồi thím biết cái nào là cũ cái nào là cổ mà đem đi kiểm định gì? Thì bởi là như vậy thím mới gom hết vậy nè. Thì cái mình gửi từ từ lên bảo tàng á, để cho người kiểm định. Mười mốt mà biết tao sẽ làm đại gia đồ cổ đó nha mày. Vậy hả? Ừ. Rượu này ngon rồi nghe. Ừ. Nè. Dạ. Mà nhà đây có đồ cũ, nhớ cho thím nha, đừng bỏ nha. Trời ơi, nhà con một đống luôn. Để chừng nữa con đem qua cho thím. Trời ơi, vậy chiều thím qua thím gom nha. Thôi khỏi. Để chiều chiều con về nhà con chở một đống qua tới nhà thím luôn. Phần ghi ship miễn phí cho thím luôn. Chàng ơi vậy hả? Dạ. Rồi cảm ơn con trước nha. Dạ dạ dạ. Trời ơi cái thằng gì mà nó tốt. Chiều chiều con chở qua cho nghe. Ừ. Dạ dạ. Trời ơi mừng ghê á. Cảm ơn. Trời đất ơi. Gì vậy? Tại nhà tôi bữa nay gì đâu mà ai chận cửa, bế môn bế cửa gì sao vô. Ủa, phải chi rồi mình có 72 phép thần thông, phóng một cái là cái dèo là vô trong nhà luôn, khỏe rồi. À, tay thi làm được mà, sao mình làm được? Cái gì cũng phải thử. Thử nha. Đợi tí mà, nhiều chặn quá vậy. Nhiều chặn quá. Chặn đầu tiên nè. Hay dở là đầu tiên nè. Một, hai, ba. Trời ơi, ai cho trời cho tôi. Qua được một chặn rồi. Qua được một chặn rồi. Chặn này ơi, không sao, chặn này bước qua đi. À, rồi, chặn cuối cùng. Chặn này chặn quyết định nè. Không nha. Một, hai, ba. Kết thúc con. Trời ơi, trời ơi, trời. Trời đất ơi, nãy không có màu, giờ màu nhiều dữ vậy. Trời đất ơi. Nhi. Tía. Con gái. Con hay tí hay không? Trời đất ơi. Sao? Con coi coi. Không sao. Tôi chết rồi. Không. Trời đất ơi là trời á. Cái này là chuyện nhỏ, tí không có thấy đau, con biết không? Thôi, vô đây con đuổi vết thương cho. Ừ. Trời ơi là trời thiệt cái chết. Chuyện nhỏ mà. Mình mẩy vậy đó. Ừ, chuyện nhỏ. Ngành. Nhẹ nha, tí nó không đau chứ mà nó cũng đã đau. Dạ. Sao nãy tí nó không đau? Hồi nãy nó có đau mà bây giờ mày chọt nó mới đau. Thiệt cái tình á, nhậu nhẹt chi không biết nữa. Thiệt cái tình. Trời ơi. Cái gì mà cái gì máu me tùm lum vậy? Cái ghê vậy? Tại bà hết. Cũng tại mấy cái đống đồ của bà cho nên tôi mới như vậy nè. Bà tính là mua xác thân phu phải không? Thì ra tía con ông á đổ thừa tại mấy cái bao đồ của tôi mà té cái gì? Chứ gì? Tôi á sẽ gửi đống đồ đó lên bảo tàng để cho người ta kiểm định. Hả? Rồi thời gian sẽ thấy cái sự lợi hại của mấy cái đống đồ của tôi. Tôi chóng mắt là tôi coi cái sự lợi hại của bà như thế nào. Chờ đó đi hang.
Ai gửi gì cho bà mà đọc mà cười tủm tỉm bộ vui vẻ quá vậy? Ở bên bảo tàng á, hồi âm cho tôi. Kêu bà lên lấy cái ấm về cha gì hả? Túm lại á, nội dung là người đại diện bên bảo tàng mời tôi lên ký nhận là chủ sở hữu của cái món đồ mà tôi gửi đi đó. Và nếu đồng ý sẽ để lại bảo tàng làm triển lãm hết. Thì hơi giỡn vậy. Nè, tôi giấy trắng mực đen nè. Tôi nghe ai kia từng nói là để chống con mắt lên mà chờ kết quả cái vụ mà đồ cổ của tôi. Giờ kết quả có rồi nè. Sao đây? Có còn khi dễ cái đồ cổ của tôi nữa không? Có còn chê cái đống đồ cũ của tôi nữa không? Ủa? Mà sao tôi nghe người ta nói là sẽ nhận được số tiền lớn mà không lẽ nó thấy tôi nhà quê rồi không biết rồi cái người ta giấu nhẹm ta? Cái chuyện đó tính sao đi. Quan trọng là cái ấm cũ của bà cũng xem vào đồ cổ kìa. Nói cũng đúng. Mía ở đâu cổ được. Để má mới về. Mới về con. Để má. Dạ, gì vậy? Ủa hai người làm gì mà vui dữ vậy? Trời đất ơi. Má. Má đừng nói với con là cái ấm hôm bữa mà con định quăng đi rồi má chụp lại được là đồ cổ nha. Chứ làm sao? Trời ơi. Công nhận má con giỏi thiệt á. Đúng thế. Đúng. Bà này có bị sao không ta? Đi chợ cái gì mà lâu dữ thần hôn vậy? Chắc má đi mua hết cái chợ luôn á tí ơi. Cái kiểu này ra ngoài chợ chắc là khoe hết cả nguyên cái chợ đó. Đừng quên giờ về luôn rồi. Khách nôi nổi. Trời ơi. Mất dịch tới năm cha ta. Xin lỗi chú Tư, tại lo nói chuyện với Thím Tư không có để ý. Thím cảm ơn nha Tèo. Dạ dạ, đâu có gì đâu. Nè, ngày mai á nhớ ghé ăn cơm sớm nha. Ăn cơm hả? Ừ. Vậy mời con qua thiệt sớm luôn. Ừ. Chú Tư, Thím Tư con về. Ừ. Mời con qua nghe. Nó nghe nhớ ăn. Nhớ qua nha con. Qua qua qua. Nghe ăn cái mắt sáng rỡ. Má mới đi chợ về. Thôi. Ủa, bà tính đãi tiệc ăn mừng thiệt luôn hả? Thì phải làm liền chứ ông, chuyện vui mà. Thì coi được cái ấm nè, cái ấm cổ của má mình để lại nè. Coi được gần chục ngàn mấy cái dĩa. Bây giờ mình mới đi thu thập coi nếu mà có bình sứ sành lọ gì nè. Thím Tư, Thím Tư, Thím Tư. Ủa, Tèo, con đi đâu đây? Đi qua nhà Thím nè, cho Thím cái bình. Này bữa hổm má con bà vô nhà, cái bà thấy bình cũ, bà tính đem giục. Cái nhớ trực Thím Tư đang gom đồ cũ á, cái dành dưới má con chứ bộ. Dành dưới má con để lấy cái bình đem qua cho Thím á. Trời ơi, cảm ơn con nhiều nha Đẹo. Dạ dạ. Trời ơi cái bình, trời ơi nó đẹp, nó sắc sảo. Tao nói từ cái hoa văn cho tới cái sành sứ đó con coi. Trời ơi cái này cầu chắc 800 năm về trước rồi đó con. Trời ơi cảm ơn nhiều nghe. Thím khoái quá, để cho bảo tàng cho nó kiểm định tiếp. Dạ trời dạ. Ơi cảm ơn nhiều nghe. Dạ dạ, Thím gửi cho người ta kiểm tra đi. Cái gì? Này bình cổ chắc rồi. Cảm ơn nghe. Dạ không có trời gì ơi. Đã thiệt. Không nhận cái bình này không chừng là đồ cổ. Thôi kệ, thà là mình lấy lầm hơn là bỏ sót. Nữa hả? Tha đâu đồ quỷ về nữa vậy? Ông mà biết cái gì? Không chừng á, đây là đồ cổ nữa đó. Đồ cổ đâu mà ra nhiều cái gì? Ba bao rồi. Bà tha về ba bao rồi đó.
ông mặc kệ tôi đi. Nè, không những là ba bao nha, cho dù ba chục bao á, tôi cũng gom hết nữa. Tôi không hiểu bà luôn, riết bà nhìn chỗ nào mà cũng thấy đồ cổ trơn. Nè nè, tôi cũng đồ cổ nè, sao không thấy quý giùm tôi cái nè, đồ cổ nè. Kiện với ông mệt quá. Thôi, để vô tôi cất cái bình này trước đã. Có khi nào bà bị điên đồ cổ không ta? Hả? Ai nói với mày là bà Tư ếch? Bà có cái ấm gỗ rồi gửi lên gì bảo tàng mà được công nhận đồ cổ vậy? Thì thím Tư nói chứ ai? Không thể nào tin được. Nhà bà từ trước tới giờ làm gì có cái gì mà đồ cổ mà có giá trị. Có đồ cũ, đồ phế thải, đồ dây chai thì có. Có. Có môn là bả đồ cổ thì có đó. Nói thiệt nha, ở xẻo lá này có ai mà tin? Đúng rồi, ai mà tin nổi. Chính chú Tư ông nói bả cái đồ để làm gì? Nhiều là ông còn rồi đi quăng nữa. Công nhận đó nha, cái chữ cổ với cũ nó khác có cái âm mà. Mà cái giá trị nó khác xa quá chừng luôn. Đồ cũ á là cái đồ phế thải, cái đồ bỏ đi, cái đồ ve chai ha. Mà còn cái đồ cổ á thì lại được đưa vô viện bảo tàng trưng bày lên rồi mọi người trầm trồ khen ngợi. Công nhận á nha, bà thím Tư này bả có mắt nhìn ghê luôn á. Ủa nhái. Con gái của vua đồ cổ tới. Dạ em chào cô Hồng. Em chào anh Ba Lít. Đâu con, uống cà phê hả? Dạ không có, má con dặn kêu con qua đây mời cô Hồng ngày mai qua nhà con ăn tiệc. Vậy hả? Dạ. Có mời anh không? Dạ má em không có dặn. Nhưng mà ngày mai anh qua chơi cho vui. quá liền. Dạ. Thôi cô Hồng với anh Ba Lít con đi về lấy giỏ đi chợ mua thêm ít đồ cho má con. Thẳng tiện mời mấy bà con trong xóm mình qua chơi luôn. Dạ. Con về. Yên tâm đi, anh qua liền à. Mời lại qua, anh rảnh lắm. Thôi để nó đi đi mày. Ê quên. Gì? Quên hỏi thử đám gì. Sao nãy mà hỏi nó? Ha. Thôi không sao đâu, điện lát tao điện thoại tao hỏi cũng được. Nhớ điện nha. Đồ cũ chưa chắc gì là đồ cổ. Nhưng mà đồ cổ chắc chắn là đồ cũ. Ai ta? Nhà. Đời. Con nghe nè má. Có chuyện gì hả má? Dạ con về. Thôi. Bình tĩnh đi. Thấy trong người làm sao rồi? Có chuyện gì tự nhiên kêu con về gấp vậy? Trời đất ơi, má sao vậy má? Bà bị lên huyết áp, tự nhiên cái té xỉu cái đùng, rồi nằm nãy giờ rồi có bộ khỏe rồi đó, chứ không sao đâu. Trời đất ơi. Nhại. Dạ. Con có mời ai chưa? Dạ có rồi má. Hồi nãy con qua quán của Hồng, con mời của Hồng. Con chuẩn bị qua mấy nhà kia mời thì má kêu về gấp nè. Ủa, hồi nãy thấy má khỏe trơn à, tự nhiên giờ nằm đóng vậy. Đừng có mời ai nữa nghe con. Ủa sao lạ vậy? Má mua đồ ăn quá trời rồi mà. Ủa rút cuộc là sao? Hồi nãy giờ bà miếu máu hoài hỏi chịu nói, rồi kêu nhỏ mời, rồi giờ biểu nhỏ không mời, là ý sao? Đúng rồi á, tự nhiên đi mời người ta đã rồi giờ hồi. Kỳ lắm. Nhưng mà cái ấm đó không phải là đồ cổ. Cái gì kia vậy? Phải là phải, còn không phải là không phải. Mà nói gì tôi không hiểu gì đó. Người ta nói á là báo nhầm. Chủ sở hữu thiệt của cái đồ cổ đó trùng tên với tôi. Nhưng mà không phải ở xóm xẻo lá này. Cho nên người ta gọi điện xin lỗi tôi. Làm ăn gì kỳ cục vậy? Cho người ta hy vọng rồi cứ để ta thất vọng. Nhân viên này mà báo nhầm này á, đề nghị đuổi việc. Rồi còn cái ấm thì sao má? Thì người ta gọi kêu lên lấy cái ấm gì à?
Rồi còn tiền thưởng sao má? Tiền thưởng gì mà tiền thưởng? Nếu mà đúng cái đó là đồ cổ thiệt á thì cũng phải hiến tặng cho bảo tàng à, chứ còn không được bán. Thiệt cái tình đó chứ. Mà tính ra cũng may thiệt. Hồi nãy con đi mời người ta, con chưa có nói lý do, chứ nói là tiêu rồi. Má, thôi giờ vậy, chuyện gì cũng đã xảy ra rồi, còn đồ ăn thì còn cái đống kìa. Thôi giờ lỡ rồi, mai mời bà con chòm xóm tới ăn cho vui chứ, để đồ ăn biết làm sao. Đó, từ nay nha, bà đừng có bao giờ nói chuyện đồ cổ với tôi nữa nghe chưa, nghe không? Rồi ngày mai đó, làm ơn ha, dẹp giùm tôi mấy cái bao mà hôm nay mà bà tha gì đó, dẹp nha. Nói rồi, dán nè, chuột làm ổ ngoài hết tùm lum rồi, giờ người không chỗ ở luôn. Bà đang đóng góp cái mà gọi là làm ô nhiễm môi trường. Làm ơn, dẹp đi cái đồ cổ nha, nha, nha. Đồ cổ ơi là đồ cổ.